biệt thự nhà họ Trang tọa lạc giữa lòng thủ đô Hà Nội. Tòa biệt thự sang trọng này thuộc về đại gia nước tiếng Trang Trấn Thành, ông chủ của một chuỗi resort nổi tiếng chạy khắp Việt Nam và thế giới, tiền tài quyền lực có đủ. Ở tuổi 40, ông vẫn phong độ lịch lãm, nhưng vẫn một mình gà trống nuôi con. Trang Như Kỳ, trên kim tiểu thơ của thành đại gia chưa ai biết mặt một lần, một nhân vật đầy bí ẩn. Con sẽ không kết hôn đâu, ba đừng có ép con. Ừ. con nói thế mà nghe được à? Con gái lớn thì phải lấy chồng, đó là lẽ thường tình. Bộ con định bắt ông già này nuôi con cả đời sao? Cần từng tiếng, ông Trang Trấn Thành trừng mắt nhìn đứa con gái cứng đầu cứng cổ mà ông hết mực cương chiều. Nhưng con mới 18 tuổi thôi, con còn phải đi học, con không muốn lấy chồng. Thì lấy chồng rồi đi học có sao đâu. Bà nói nghe dễ dàng vậy, lấy chồng xong mặt mũi nào con đi học được nữa. Mà hơn hết Còn sẽ không lấy người con không yêu Thậm chí là không biết mặt Bà với mẹ con lấy nhau Đâu có tình yêu gì đâu Mà vẫn chung sống rồi sinh con ra đấy thôi Mặc kệ ba Con sẽ không nghe lời ba đâu Con sẽ đi Sài Gòn học Ba không ngăn được con đâu Này con đừng có hỏng bước chân ra khỏi căn nhà này Đồ lì lợm ương bướng Ba không cho con đi Con sẽ cạo đầu đi tu Ba sẽ không thấy mặt đứa con gái này nữa đâu Ừ, rồi thì đi làm đi chẳng có chùa nào dám nhận con đâu. Dù có cạo đầu đi tu, thì ba cũng sẽ lôi cổ con về. Con ghét ba lắm. Ướ nước mắt, giận xì khói, nó chạy về phòng. Nhìn theo đứa con gái, ông Trang Trấn Thành lắc đầu ngao ngán. Nhiều ngày sau đó, nó không ăn uống gì. Cuối cùng, ba nó cũng phải nhượng bộ. Được rồi, con muốn đi học, ba không cản. Nhưng ba có một điều kiện. Trong một năm học ở Sài Gòn, con phải kiếm đủ 100 triệu. Không được mang danh tiểu thư nhà họ Trang Để xin giúp đỡ Sau một năm Nếu không có đủ một trăm triệu Con phải kết hôn theo ý của bà Nếu đồng ý thì con hãy ký vào tờ giao ước này Con ký Nó nói mà không cần suy nghĩ Sau đó nó biết Mình bị một hố một năm của nó Chỉ có 10 tháng Vậy là một tháng nó phải kiếm được 10 triệu Ai... Nhưng đầm lao thì phải theo lao thôi Còn hơn bây giờ phải lấy chồng dù một ngày đẹp trời, nó từ Hà Nội vào Sài Gòn học. Không thể tín dụng, không người hộ tống, nó nghèo rớt mùng tơi. Ngày đầu tiên đi học, nó đã gặp xui xẻo ngay cổng trường. Một tên con trai chạy chiếc AB đâm vào nó. Vèo! Nó một nơi, vali của nó một nơi. Thế mà... Này hai lúa, đi đường mà mắt để dưới chân à? Dưới ánh nắng Sài Gòn trói trang, tên con trai có mái tóc màu hung đỏ, đôi mắt đen sâu thẳm dáng người cao lớn đang đứng chờ mắt nhìn nó. Trời, đẹp trai dạng người. Chính anh đi mà không nhìn thấy đường đấy. Chạy xe đâm vào người ta mà không xin lỗi. Còn nói cái giọng khình khình. Y quy của anh bằng không à? <laughs> Bồi thường là được chứ gì? Nói đoạn, hắn rút ví ra rồi ném vào mặt nó mấy tờ polymer. Đủ rồi chứ? Anh... Nó tức trào máu họng, không nói nên lời. Hắn lên xe chạy thẳng, và không quên khuyến mãi nó một nụ cười khinh bỉ. Trước bản dân thiên hạ, nó bị một vố nhục mạ. Nó tức muốn khóc, lùng cùng ngồi dậy, nó nhặt mấy tờ polymer lên. Ồ, oh, cũng được 5 triệu cơ đấy. Nuốt dẫn là nó trước đây, nó sẽ trà đạp, sẽ tan tành mấy tờ tiền này rồi. Nhưng mà 100 triệu, nuốt giận nhặt lên thôi. Bà nó keo kiệt, mỗi tháng cho nó một triệu rưỡi, chỉ đủ ăn, không đủ tiêu. Thế nên nó đành ở ký túc xá, một phòng 24 người, ở kiểu gì đây? Mà còn ở lộp sóng nữa, oh my god. Ngày đầu tiên đi học, nó phải đợi thang máy. Đoàn xét đánh ngay mặt nó. Trời ơi, đúng là oan gia mà, nó lại gặp cái sao chổi 5 triệu. Chà, theo anh tới tận đây sao cô em? 5 triệu chưa đủ xài à? Người quen của anh à? Mười đứa con gái xung quanh hắn lên tiếng. Đương nhiên là không. Mà anh là cái thá gì mà tôi phải theo anh chứ Tiền cũng lấy rồi Mà vẫn còn to miệng nhỉ Hắn cười khinh bỉ Rồi nhìn nó dò xét Nhìn cô em cũng đẹp đấy Nhưng mà chưa đủ để quyến rũ anh đâu <laughs> Lũ thì cũng cười theo hắn Bốp Không kịp kiềm chế cơn tức giận Nó đã cho tên xấu xa đó một cái tát Nó ném thẳng 5 triệu vào mặt hắn <laughs> Anh là đồ đê tiện Nó bỏ đi một nước mà không ngoái đầu nhìn lại Chuyện gì thế này? Nam vương của học viện Royal bị ăn một cái tát. Chuyện kinh thiên động địa có một không hai. Khuôn mặt hoàng tử im đậm giấu một bàn tay. Quân, anh có sao không? Nữ con gái súm xít chạy lại. Tránh ra! Đám đông lùi ra nhường đường. Mắt tóe lửa, hắn ra lệnh cho lão quản gia. Điều tra ngay về con bé đó. Vâng thưa thiếu gia. Thế là ngày đầu tiên đi học, nó lại cúp. Về phòng, nó không thèm nhìn ai trong phòng nó, Đeo lên giường nó muốn khóc Lần đầu tiên nó bị sỉ nhục như thế ấm ức oán hận Thế là nó khóc Khóc không thành tiếng Nó không ngờ nó lại chịu khổ sở như thế này Nhưng không thể quay về Nó quyết định đi tìm việc Tự dưng nó nghĩ 5 triệu Ngủ thật Tự dưng đem trả Đáng lẽ chỉ cần kiếm 95 triệu nữa Thế mà <tôi đẹp> Nhưng thả như thế còn hơn chịu nhục Lăng thang cả ngày nó cũng xin vào làm ở một quán trà sữa Làm ca đêm, lương một triệu rưỡi Hề, vẫn không đủ, nhưng còn hơn là không Lớp DHKQ4 Bọn con trai đang nhìn nó, con gái cũng đang nhìn nó Khỏi nói cũng biết, nó sắc nước hương trời nhìn cũng là chuyện bình thường Nhưng mà, giờ thì nó đã biết, kẻ bị nó tát là ai Lâm Hoàng Quân Nam vương của học viện Royer người thừa kế chính thức tập đoàn tài chính Royer, thế lực tài chính và sức ảnh hưởng của tập đoàn cực mạnh, khiến ai cũng phải khiếp sợ và thán phục. Lại đẹp trai, cao quý, sang trọng, thông minh, hắn chả thiếu thứ gì. Cả trường ai cũng biết hắn. Năm nhất mới vào cũng biết trừ nó, trang thư kỳ. Tất nhiên, phan hâm mộ hắn thì đầy rẫy và lẽ hiển nhiên là nó chúc oán với bao nhiêu người. Từ nay sóng gió sẽ vây quanh nó. Nó tưởng tượng đến những phi vụ thanh toán, nhốt nó vào phòng tối, chôn sống nó, cột nó lên cây treo lủng lẳng, đánh nó trong nhà vệ sinh. Nghĩ thôi là thấy run rồi, nó biết mình không thoát được là chắc rồi và quả nhiên. Mày dám tát thiếu gia à? Đúng là mày không muốn sống nữa phải không? Tụi con gái đang đồn nó vào tường. Thiếu gia là cái đinh gì mà hống hách? Tôi mới chỉ tát một cái thôi đấy. Biết vậy, tát thêm cái nữa. Mắt tóe lửa, nó đang quên mất mình đang trong tình cảnh như thế nào. Ha! mày ăn gan hùm chán sống rồi tao sẽ giúp mày trầu tổ tiên con nhỏ giơ tay định tát nó nhưng đâu có dễ nó chụp được tay con nhỏ đó này chị đánh tôi chị sẽ phải hối hận đấy buông tay con nhỏ ra nó đấm thẳng vào tường tường nứt bọn con gái trố mắt kinh ngạc chị có muốn mặt mình giống như vậy không để tôi giúp chị nhá nói rồi cười nửa miệng thách thức mày mày thầy giám thị đến đi thôi chị hai tha cho mày lần này đấy Nói rồi bọn chúng chạy toán loạn như vịt, còn lại mình nó. Oh my god, 5 giờ rồi. Đi làm, đi làm thôi. Quán trà sữa nơi nó làm rất sang trọng và đương nhiên đồ ăn ở đây cũng đắt cắt cổ. Cái này cũng chỉ đúng với nó thôi, những người vào đây toàn là tiểu thư cậu ấm nhà quyền quý. Quán khi nào cũng đông khách, nó phải công nhận điều này và đương nhiên nó làm xì khói luôn. Nhưng hôm nay không có ai cả. Lạ lùng, một lúc sau chỉ có một người bước vào. Oh my god, sao quả tạ, sao trội, ác quỷ. Không có từ nào diễn tả nổi nỗi kinh hoàng của nó lúc này. Phục vụ. Hắn lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. Không thể nhẹ nhàng hơn, nó gằn từng tiếng. Quý khách dùng gì? Nói chuyện với khách mà như thế đấy à? Cô là khách hay tôi là khách? Không cần anh dạy. Anh muốn dùng gì? Theo tôi biết con gái Hà Nội ăn nói rất dịu dàng cơ mà. Sao cô lại không có nhỉ? Quý khách dùng gì? Xin đừng làm tốn thời gian của tôi. Tôi còn phải đi phục vụ người khác nữa. <laughs> Quán này đâu có ai ngoài tôi đâu. Nhưng tí nữa sẽ đông khách. Nó cãi bướng. Nửa đêm cũng không có ai ngoài tôi đâu. <laughs> Bây giờ anh có gọi món không? Nếu không tôi sẽ đi đấy. Ồ, có chứ. Cô đánh đá quá đấy. Ừ, cho tôi một ly sinh tố thanh long. Và làm ơn lấy hết hạt ra nhé. Trời ơi, hắn đúng là ma quỷ hiện hình mà. Phải nuốt giận, nuốt giận, nuốt giận nào. Ở đây không có ai rảnh mà lấy hạt cho anh đâu. Phiền anh gọi món khác. Có cô đấy. Làm cho tôi món đó, tôi sẽ trả cho cô 10 triệu. Ok nhá. Anh... Thật hết chịu nổi cái tên này. Chẳng lẽ cho hắn mấy cái tát nữa? Nhưng nó đã kịp nén giận bỏ đi. Đằng sau hắn, đang cười khoái trá. Một lúc sau ông chủ ra nói chuyện với hắn, cùng kính hết mực. Như kỳ, cô bị sa thải. Đây là tiền lương tuần qua của cô. Chuyện gì thế này? Nó mới đi làm mà đã bị đuổi việc sao? Tên quỷ sứ đó, dám làm thế với nó? Tức. Cây muốn đặng mà gió chẳng dừng. Vác cái bộ mặt bánh đa nhúng nước ra về, nó gặp hắn ác quỷ của đời nó. Hắn đang chém chệ ngồi trên chiếc SH. Bị đuổi việc không lý do, chắc là tức lắm nhỉ? Có muốn trả thù không? Không thèm, anh biến đi, trước khi tôi xé thịt anh. Chà, có chi khí nhỉ? Mẹ mất, ba cô đi làm thuê không đủ tiền nuôi cô ăn học trong cái học viện sang trọng đó đâu. Giờ lại không có việc làm, thì sau này cô sống sao đây? Anh, anh dám điều tra về tôi sao? Sao lại không dám? Sao lại không? Kẻ dám cho tôi một cái tát mà tôi có thể để yên được à? <laughs> Nhìn mặt mũi cũng sáng rủa, đầu to mà óc như quả nho. Y quy của anh chắc dưới 50 nhỉ? Cái gì? Cô dám ăn nói với tôi như vậy à? Hắn tức nổ đom đóng mắt. Sao lại không? Lần sau có muốn mỉa mai người khác thì anh hãy xem lại trong đầu mình có cái gì đi nhá. Nếu cần tôi tát cho tỉnh thì cứ đến tìm tôi. Tôi sẵn sàng giúp đỡ nhiệt tình. Cô... Nó nở một nụ cười chiến thắng. Đối thủ đã bại trận. Hè hè. Kẻ thù của nó đang bốc khói. Gọi 114 thôi. Tình gốc đó điều tra về nó mà lại tìm được thông tin giả. Ba nó đã làm hồ sơ của nó để đảm bảo an toàn cho nó. Giờ nó thấy cảm ơn ba nó vì đã làm như vậy. Đang cười khoái trá, tự dưng nó nghĩ về việc phải tìm việc mới. Nản quá đi. Lấy 100 triệu đào đâu ra bây giờ? Đã một tháng trôi qua mà nó chỉ kiếm được có 500k. Chỉ tại ác quỷ ám nó nên mới ra nông nỗi này. Tại biệt thự nhà họ Lâm. Thiếu gia đã về ạ. Đám người hầu cúi đầu chào kính cẩn Sắc mặt thiếu gia không được tốt, có cần gọi bác sĩ không ạ? Không cần, biến ra ngoài hết. Đám người hầu không dám hò hè một lời, thiếu gia hôm nay bị tàu hỏa nhập ma rồi. Đồ con khỉ chết tiệt, dầm. Mọi thứ trên bàn bị hất tung xuống đất. Con bé đó là cái thá gì mà dám chọc tức quân thiếu gia quyền quý này? Hừ, óc như trái nho. Ừ, hắn nghiến răng kẹn kẹt. Hãy đợi đấy, cô sẽ không còn cười được nữa đâu trong mắt hắn lóe lên một tia sáng kinh dị ở ký túc xá nó chợt thấy lạnh sống lưng có người đang rủa nó thì phải nó biết ai rồi nó lại cười một mình cứ rủa đi có chết được người đâu một tuần sau ngày nó bị đuổi việc làm nó vẫn thất nghiệp hôm nay nó mang bộ mặt không thể lạnh hơn đến lớp nhìn vào ai cũng thấy cả mùa đông sau chuyện nó làm mấy đàn anh đàn thị xanh mặt nó vẫn yên ổn mạnh khỏe đến giờ Ngang qua bọn con trai nó biết tụi đó đang nhìn nó Tiểu thư ngọc ngà đâu dễ cưa Thế mà vẫn có đưa liều Hay you Nó ngước lên Một tên con trai rất xì tai Đeo khuyên tai kim cương lấp lánh một bên Nụ cười quyến rũ Sống mũi thẳng Mắt đen láy Kiểu tóc cũng sành điệu xỉa ngang xỉa dọc Phải công nhận tên này cũng đẹp trai Đứng sau tên sao chổi kia Có chuyện gì Tôi ngồi đây Như không phiền chứ Có rất phiền Ồ, oh, mặc kệ nó nói gì, tên đó vẫn ngồi xuống cạnh nó. Thành duy là tên tôi, tôi đâu có hỏi tên bạn. Nó thở ơ trả lời. Hey, đừng kêu kỳ thế chứ. Tên con trai đó cười hết cỡ. Thịch, tìm nó loạn nhịp, như kỳ. Người như tên nhỉ? Có gì đâu. Nó cáu kỉnh. Beautiful, nịnh đầm. Không nói thiệt, làm bạn nhá. Nhiều chuyện, nó lại nổi cáu. Coi như đồng ý rồi nhá, tên con trai đó tuè tuét. Ngoài tên sao trổi ra, tên này cũng nhây không kém. Mấy hôm trước gặp Yêu ở quán tomato, Yêu làm ở đó à? Đã từng, giờ không làm nữa. Sao thế? Không thích. Có cần việc làm nữa không? Duy giới thiệu cho. Không cần. Hey, lãnh đạm thiệt. Nhưng mà duy thích <laughs> khùng nó gắt thế là nó có một người bạn mới, một cái đuôi ở cái học viện này mà không ai muốn nói chuyện với nó, chỉ vì nó lỡ gây thủ trúc oán với nam vương của trường này thì quả thật tình bạn là một thứ xa xỉ. Mà cái tên sao trời đó sao im lặng thế nhỉ? Sao hôm đó không thấy hắn đâu cả? Hắn mà không trả thù chuyện đó thì trời cũng nhảy xuống đất. Nó đang mải mê suy nghĩ thì bí thư lớp lên thông báo với lớp ở hội trường E4. Hôm nay lớp mình có buổi giao lưu với đàn anh K2, mọi người chuẩn bị nhá. À, trời ơi, mấy đứa con gái hỏ hét phấn khích, xúc động đến mức có đứa xỉu. Giao lưu với lớp của Nam Vương đấy, Yeah. Tuyệt quá, được gặp mấy anh ấy rồi. K2 có nhiều anh đẹp trai lắm luôn ý. Cả cái hội trường náo loạn, chỉ thiếu điều nổ tung thôi. Mặc ai la hét, phấn khích hò reo, còn nó đứng như tượng Nói không nên lời Sốc Tên sao trổi khủng khoa với nó Ô, mì gói Nó muốn xỉu Như kỳ sao thế Ngậm miệng lại không ruồi bay vào đây Tên Thành Duy lên tiếng trêu chọc nó Còn cười ha hả nữa Nó nhíu mày quắc mắt nhìn Thành Duy Mọi người trật tự Bí thư lên tiếng yêu cầu Im lặng được một chút rồi lại À, Nam Vương, Nam Vương đám nữ sinh trong hội trường bắt đầu gào lên. Họ không kìm được nước mắt sung sướng trào ra nơi khóe mắt. Một dáng người cao hơn 1m80, body siêu chuẩn, style cực kỳ. Mái tóc hung đỏ sành điệu, nụ cười quyến rũ, ánh mắt đầy mê hoặc. Từng bước đi toát lên vẻ quý tộc cao ngạo. Lâm Hoàng Quân, nam vương của học viện quý tộc Royal. Hội trường trong giây phút này, mọi ánh mắt đều tập trung lên người chàng trai. Trái tim của các nữ sinh như muốn nhảy khỏi ra lồng ngực. Giọng họ the thế gọi theo từng bước chân của chàng trai đang đi về phía họ Nó tính chuồn nhưng không kịp nữa rồi Sao trội đang nhìn nó Tiếng MC vang lên làm nó thoát khỏi cơn choáng Mỗi lần giao lưu là mỗi lần kết bạn Đây cũng là truyền thống hàng năm của Học viện Royal Không ít các cặp tình nhân, những chuyện tình lãng mạn từ đây mà ra Nên rất mong lần này giao lưu à, sẽ có những thành công tốt đẹp ạ Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng Chủ đề của buổi giao hư hôm nay là Squid Kiss. Giọng MC cất lên ngọt ngào, kèm theo nụ cười bí hiểm. Một số tiết mục hoành tráng được dàn dựng công phu sẽ được biểu diễn trong ngày hôm nay và kết thúc bởi một trò chơi hấp dẫn dành cho các bạn nữ. Tiếng xì xào bàn tán vang lên ngay khi mà MC nói. Các bạn nữ sẽ được bốc thăm Mỗi tờ giấy sẽ là một tờ, tờ giấy trắng hoặc là có tên của một trong những anh chàng đẹp trai đang ngồi ở đây, những ai may mắn có được tờ giấy đó thì sẽ được hẹn hò với các chàng trai lý tưởng này. Ô, cả hội trường đang im lặng bỗng náo nhiệt hẳn lên, tiếng bàn tán vang lên khắp nơi. MC lại cất tiếng lên đều đều. Và một người duy nhất có được chữ kiss. MC liếc mắt nhìn Hoàng Quân sẽ là người may mắn được hẹn hò một ngày với lại Nam Vương Lâm Hoàng Quân. À, ôi trời ơi, trời ơi. Cả hội trường nổ tung lên vì tiếng la hét của đám con gái. Tên Hoàng Quân này được hâm mộ quá mức. Còn hắn lại nở một nụ cười chết người. Tôi về đây. Nó nói với Thành Duy. Từ từ ở lại chút đã. Bộ Như Kỳ không muốn thử vận may của mình à? Tôi không rảnh. Như Kỳ không muốn hẹn hò với một trong những anh chàng đẹp trai kia à? nếu về thì hẹn hò với duy nhá <laughs> khùng nó cãi không lại tên thành duy này nên miễn cưỡng ngồi xuống nó nhìn lên sân khấu oạch tên sao chổi đang nhìn nó chắc không đâu xa thế này mà quả thật hắn đang gườm gườm nhìn nó còn khỉ chết tiệt cô tưởng sẽ được yên ổn sao tất cả chỉ mới bắt đầu thôi bây giờ đã đến phần gay cấn nhất trò chơi được mong đợi nhất mc cất giọng đầy phấn khích Hứ, nhanh lên đi. Tiếng con gái vang lên thúc giục. Một cái thùng bốc thăm được truyền đi khắp hội trường. Này, Như Kỳ, bốc một cái đi. Hừ. Vậy để Duy bốc nhá. Kết quả đã có. Những cô gái may mắn đã được chọn. Tuy nhiên, vẫn còn một người may mắn nhất chưa xuất hiện. Là ai vậy nhỉ? Cả hội trường hồi hộp chờ đợi. Đứa nào được chữ Kiss sao chưa lên tiếng nhỉ? tiếng bàn tán xôn xao, cả hội trường dạo dực chờ đợi. Như Kỳ, xem tờ giấy đi. Thành Duy lay lay vai nó. Nó ủi ủi cầm tờ giấy. Oh my god, không tin vào mắt mình. Tờ giấy nó đang cầm có hình đôi môi và một chữ kiss to đùng. Nó rụi rụi mắt. Ác mộng là đây sao? Như Kỳ được chữ kiss. Tiếng Thanh Duy la toáng lên. Nó chưa kìm thủ tiêu tờ giấy thì cái loa phóng thanh Thành Duy đã bô bô ba ba lên rồi. Tất cả ánh mắt trong hội trường dâng lên đổ dồn về phía nó. Tò mò, canh tị, thán phục có đủ. MC chạy lên, giật phăng tờ giấy trên tay nó, giọng hào hứng. Chúc mừng bạn! Bạn, bạn gì nhỉ? Như Kỳ! Tên Thành Duy lại lanh tranh cướp lời nó. À, bạn Như Kỳ, xin chúc mừng bạn đã may mắn trở thành người được hẹn hò với chàng trai mơ ước Nam Vương Lâm Hoàng Quân. Tiếng MC vàng khắp hội trường, tiếng vỗ tay tán thưởng chúc mừng nó. Nó mắt chữ A miệng chữ O Nói không nên lời Tên sao trổi đứng bên cạnh nó từ lúc nào Hắn cúi sướng Kít lên môi nó Chào bạn, bạn gái 24 giờ Hắn thì thầm bên tai nó Đoàn, xẹt xẹt đùng Chuyện gì thế này ah. Nó mở to mắt hết cỡ Nhìn cái khuôn mặt đang cười cười với nó Khoác tay lên vai nó Nụ hôn đầu đời của nó First kiss của nó lại bị chính kẻ thù của nó không đội trời chung cướp mất sao đang bay trên đầu nó tài nó ù ù tiếng gạo thét mắt nó nhìn thấy có mấy đứa con gái đang khóc nhìn nó chằm chằm nó muốn ngất xỉu có ai cứu tôi thoát khỏi cơn ác mộng này không à, trời ơi sáng chủ nhật sau cái ngày thứ bảy kinh hoàng đó nó tỉnh dậy thì thấy mình đang ở ký túc xá vẫn không hiểu sao nó về được đây nhỉ hay tất cả chỉ là mơ đang suy nghĩ thì cái điện thoại của nó rung lên hmm, có tin nhắn số hốp đã hoắc Dậy đi, gf hôm nay phải đi hẹn hò chứ. Gì thế này? Nhắn nhầm người à? gf bằng girlfriend, hẹn hò. Lại thêm một tin nhắn nữa. Có muốn tôi lên ký túc xá lôi cổ cô xuống không? 15 phút nữa không thấy cô xuống, tôi lên thật đấy. Cái giọng điệu ra lệnh này. À, là tên sao trổi. Nó bật dậy khỏi giường, tự nhéo mình một cái. À, đau quá. Nó suýt xoa. Là thật, không phải mơ à? Lùng cồm leo xuống giường Nó quyết định mặc kệ Không thèm quan tâm đến tên sao chổi đó nữa Nó vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh Thì nghe thấy tiếng đạp cửa ầm ầm Mở cửa, mở cửa Một giọng nam đầy uy quyền vang lên Trời ơi không lẽ hắn làm thật sao Nó kêu thầm trong bụng Hoảng qua nó tính trốn Mà trốn đâu bây giờ Việc gì nó phải trốn Dầm dầm, có mở cửa không thì bảo Hắn đứng ngoài quát tháo inh ỏi Trong cái bà chị lên tiếng cằn nhằn đứa nào mới sáng ra mà làm ồn thế không biết phải làm sao nó đành phải mở cửa tưởng không mở tôi đang định phá cửa xong vào đấy anh bị điên à anh đang làm gì ở đây cô không đọc tin nhắn của tôi sao tôi viết rõ ràng thế cơ mà kệ anh liên quan gì đến tôi đầu óc cô có vấn đề sao không nhớ chuyện hôm qua à? thì sao tôi đâu có nợ nần gì với anh đâu cô là người may mắn được là bạn gái của tôi đấy bây giờ còn giả vờ ngây thơ à cái may mắn đó tôi không thèm, anh về cho. Nhưng tôi là người rất giữ chữ tín, cô đi thay đồ đi, hay là muốn hẹn hò với tôi trong bộ đồ ngủ này. Hắn đưa mắt nhìn nó từ trên xuống dưới. Anh... Nó tức nghẹn ngào. Còn không đi, tôi phá nát chỗ này đấy. Hắn quát lên ra lệnh nó. Nó cũng không vừa, trợn mắt lên nhìn hắn thách thức. Thích thì phá đi. Nói xong câu đó, nó cũng không kịp hối hận, mặt hắn đổi sang sắc đỏ. Âm... Uhm hắn đấm vào tường xém vào mặt nó. Nó nhắm tịt mắt lại kinh hoàng. Tìm đánh chống trận. Hắn định đánh mình thật sao? Đang nghĩ thì nó thấy mình bị bế bổng lên. Hắn đang vác nó trên vai. Mặc sức nó dãy ruộng la hét. Anh làm cái gì đấy? Thả tôi xuống. Nó cố hết sức gào to hết mức. Im đi. Nếu không muốn người ta nhìn vào. Hắn ra lệnh vác nó trên vai như cái bao tải cát. Và hắn không đổ một giọt mồ hôi. Đúng là ma quỷ mà. Thả ra bớ người ta bắt cóc Nó gào lên Cô tưởng có ai cứu cô hả Không có ai dám đâu nên đừng có phí sức Đúng là không có ai cứu nó thật Họ chỉ nhìn nó, cười nó Nghĩ nó đang làm nũng với người yêu à, Cuối cùng hắn cũng thả nó xuống Chiếc BMW mùi trần bóng loáng Hắn cười khẩy Nếu ngoan ngoãn ngay từ đầu Thì tôi đã không dùng biện pháp này nó chỉ biết trợn mắt nhìn tên chờ trẽn đó, miệng không thốt nên lời, vèo chiếc xe phóng vụt đi. Bước vào một quán ăn sang trọng, ai cũng nhìn hắn rồi nhìn nó. Nó trong bộ đồ ngủ, tóc tai thì bù xù, mặt mũi chẳng khác gì lọ lem đi bên cạnh một anh chàng đẹp trai hết sẩy. Quê chết đi được. Tôi muốn về. Giọng nói ỉu xìu. Không được. Hắn đáp tỉnh queo. Kệ anh. Nó đứng lên định đi thì bị kéo lại. a à! Tình hình bây giờ là nó đang ngồi trên đùi tên sao trồi. Trong vòng tay của hắn Face to face với hắn Tìm nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực Nhìn hắn càng trói sáng Nó càng phải công nhận điều này Hắn lại còn cười nữa Thịch thịch Nó không nhung nhích động đậy Bốn mắt nhìn nhau cho đến khi điện thoại của nó reo lên Thì nó mới hoàng hồn mà bật dậy Alo, ba Con khỏe Ba yên tâm, còn 7 tháng nữa Nhất định con sẽ kiếm đủ 100 triệu Con sẽ không thua đâu sẽ không có chuyện kết hôn đâu, chào ba." Nó cúp máy rồi ngồi phịch xuống ghế, bộ rằng suy nghĩ. "Cần tiền à?" Hắn nói giọng quan tâm. "Thì sao?" "Ồ, 100 triệu." "Cô định kiếm tiền bằng cách nào?" "Liên quan gì đến anh?" "Tôi không biết có chuyện gì nhưng tôi có thể giúp cô." "Anh mà giúp tôi à?" "Không cần." "Ừ, tùy cô." "Bây giờ về được chưa?" Nó nói cái giọng chán nản. "Nhưng mà rốt cuộc là có chuyện gì?" Hắn lại tò mò hỏi. Nó chưa thấy ai lì hơn tên này, bực mình hết sức. "Nào, nói đi." Một ý tưởng lóe lên trong đầu nó, đùa với tên này một chút, nó bắt đầu kể một câu chuyện lâm ly bi đát. Bà nó vì muốn chữa bệnh cho mẹ nó mà đã vay nặng lãi, lãi mẹ đẻ lãi con, số tiền lên đến 100 triệu. Đến kỳ kỳ hạn trả nợ mà vẫn không sao kiếm nổi số tiền đó, cho đến một ngày một gia đình giàu có đến hỏi cưới nó cho đứa con trai tật nguyền của họ. Và hứa sẽ giúp gia đình nó trả hết số nợ. Làm sao nó có thể kết hôn với một người như thế, nhận được một học bổng của học viện Royal nên nó quyết định bỏ học vào Sài Gòn học và quyết tâm kiếm được 100 triệu trả nợ để không phải kết hôn với tên đó. Nó vừa sụt sùi vừa kể chuyện. Thế mà hắn tỉnh bơ như không? Hắn phán một câu ăn sáng đã ra khỏi quán ăn đó hắn chở nó đến một cửa hàng thời trang hắn nhìn nó suýt xoa đi với tôi mà mặc đồ ngủ mặt cô đúng là dây hết mặt đường mà kệ tôi cũng tại anh cả do cô cứng đầu thôi bây giờ tôi không mặc mấy bộ đồ này nữa cứ mang đồ ngủ đi với anh đấy xem anh có mất mặt không giọng nó đầy thách thức tốt nhất là cô đi thay đồ đi hắn thản nhiên ra lệnh không hiểu sao nghe cái giọng đó nó lại làm theo. Hắn chở nó đi lòng vòng phơi nắng, rồi sau đó chở nó đến một quán ba. Nhìn là biết không phải quán ba bình thường, dù là ban ngày nhưng vẫn đông khách, ai cũng ăn mặc sành điệu. Nó mừng thầm, may là nó thay bộ đồ ngủ, chứ nếu không bây giờ có nước độn thổ mất. Anh nghĩ sẽ tra tấn tôi bằng cái thể loại nhạc này sao? Ồ, cô thông minh đấy. <laughs> Nhiều đây không đủ làm khó tôi đâu." Nó cười đắc ý dù sao thì nó cũng là tiểu thư nhà giàu có mấy chỗ này nó còn lạ gì hắn định chơi nó à đâu có dễ thế nếu cô chết vì chuyện này thì đâu xứng đáng làm đối thủ của tôi nhỉ Hừ, anh đừng vội đắc ý ra nhảy chứ vợ yêu dù tiếng nhạc rất lớn nhưng nó cũng nghe được hai chữ vợ yêu trợn mắt nhìn hắn cái tên chờ trẽn này dám gọi nó là vợ yêu sao sao không dám nhảy hay là không biết nhảy à quên mất cô là hai lúa chính dốc à Hắn nói giọng thách thức Nhưng nó cũng đâu có vừa Sợ gì không dám chơi Nó bước ra sàn ra hiệu đổi nhạc rất tiệu nghệ Nhìn là biết không phải tay mơ rồi Trong tiếng nhạc Những bước nhảy của nó khiến người khác không thể rời mắt Ai cũng trầm trồ thán phục Nó biết hắn đang nhìn nó với ánh mắt ngỡ ngàng Thế mà tôi tưởng cô là dân quê chính gốc Không ngờ cô cũng đâu có vừa Tính làm cho cô quê, nhưng mà không ngờ lại giúp cô hạ đo ván tôi rồi một không nó đắc ý nói rồi quán ba hắn đưa nó đến một quán ăn trung hoa gọi toàn đồ cay thứ gì cũng cay xè chảy cả nước mắt sao không ăn à hắn cười cười anh cố tình phải không tất nhiên chờ chẽn nó quắc mắt nhìn hắn ha, ha. hắn cười khoái trá ăn xong thì đi đâu nhỉ hắn ra vẻ suy nghĩ đi về chứ đi đâu đâu dễ thế đi xem phim hai mắt hắn sáng rực lại có trò gì nữa đây tên này trẻ con hơn nó nghĩ phim ma thì tôi không sợ đâu thế à nhưng tôi không định cho cô xem phim ma đâu thế là nó ôm cái bụng đói đi xem phim rốt cuộc phim tâm lý xã hội thế nào cũng được chứ nhỉ hắn cười khoái trá nó khẽ thở dài tên này đúng là rất biết cách hành hạ nó nhìn xung quanh cái dạp chiếu phim Ổ oh men, chị có nó và kẻ thù của nó. Nó khẽ dùng mình và hỏi. Anh định giở trò gì với tôi à? Hmm, tôi đâu phải là dạng sở khanh. Mà cô cũng đừng tự tin thế. Không hiểu sao nghe câu này từ miệng hắn, nó lại thấy an tâm. Lúc nãy tỷ số là 1-1, lần này xem phim, nếu ai gục trước thì thua, ok. Hắn lại thách thức nó. Được. Nó sợ gì mà không chơi. Tay cầm hộp bắp răng bờ, khí thế hừng hực sông tận. Thế nhưng nó lại là người gục trước Còn tựa trên vai hắn nữa chứ Này tỉnh dậy đi Hết phim rồi Hắn khẽ gọi Thua nó đã thua Rời khỏi phòng chiếu phim Nó đang nghĩ hắn sẽ làm gì nó tiếp theo Thì nó trượt chân xem nữa Chụp cái ếch Nếu hắn không đỡ nổi Cẩn thận Lần thứ hai trong ngày Nó lại tim đập chân run khi nhìn thẳng vào mặt nó Nhưng lần này nó nhìn thấy mắt hắn có gì đó khác thường Ấm áp, chiều mến Nó vẫn cứ ở tư thế ngã không đứng dậy được Bao nhiêu ý nghĩ quay cuồng trong đầu nó Nó muốn quay mặt lẫn tránh ánh mắt đó Nhưng không sao làm được Nó như đang bị thôi miên Lý trí con tim tất cả đều không nghe theo lời nó Đừng nhìn, đừng nhìn hắn nữa Tướng vọng yếu ớt trong người nó dần dần tắt ngúm Đột nhiên hắn cúi xuống thật gần Cho đến khi môi hắn chạm vào môi nó Xẹt xẹt Có luồn điện chạy trong người nó Lạ lùng thay Nó không phản kháng Cứ đứng yên như thế Nhận nụ hôn tim đập dồn dập, nó thấy hạnh phúc lâng lâng, trời đất quay cuồng, gió ngừng thổi, thế giới dường như chỉ có hai đứa. Cho đến khi hắn giật mình buông nó ra, phản ứng của hắn là làm nó thấy kỳ lạ. Trên suốt quãng đường về, nó với hắn không nói với nhau câu nào. Đến trường, nó vừa xuống xe thì hắn đưa cho nó một hộp bánh. Ăn cho hết đi, không được bỏ. Vẫn cái giọng ra lệnh đó, nó không hiểu sao nó lại thấy vui. Hắn đi rồi mà nó vẫn đứng ngẩn ra đó, Hôm nay lần đầu tiên, nó quên mất nhiệm vụ 100 triệu. Bất giác, nó đưa tay lên chạm môi. Tại biệt thự nhà họ Lâm, thiếu gia Lâm Hoàng Quân mặt mũi đầy vẻ hoang mang bước lên phòng. Hắn đưa tay chạm lên môi, chuyện gì đang xảy ra với hắn? Hắn đã không kiểm chế được và đã hôn con khỉ đó. Hắn chỉ muốn trả thù thôi, tại sao tim hắn lại đập loạn nhịp vì con khỉ đó? Hắn đang yêu ư? Không thể nào. Làm sao có chuyện hắn yêu một con nhóc cứng đầu, tay chân thì loằng hoàng như con khỉ đấy được. Nhưng mà đôi môi đó, mái tóc đó, mùi hương vẫn còn đây. Hắn đang nhầm, nhầm lẫn mà thôi, không thể có chuyện đó được. Nhưng mà ánh mắt lấp lánh, thậm chí nụ cười mỉa mai của con bé đó cũng khiến hắn sao xuyến. Không được, không được, không thể nghĩ đến con khỉ đó được. Hắn dùng mọi lý lẽ để biện hộ cho bản thân. Mấy ngày qua, phải giải quyết nhiều công việc, nên có lẽ đầu óc không được tỉnh táo, hắn cần phải nghỉ ngơi thư giãn. Hắn sẽ sang Pháp thăm ba mẹ hắn, sau đó mọi chuyện sẽ như lúc đầu. Làm sao có chuyện con khi đó quyến rũ được hắn? Như thế quá dễ dàng rồi. Một thiếu gia quý tộc như hắn thì làm sao có chuyện yêu con nhỏ quê mùa nghèo rớt mùng tơi kia được? Tìm việc làm, hẹn hò chán phê, giờ phải tìm việc làm thôi. Thế mà nó lang thang cả ngày, cũng không tìm được công việc thích hợp. Một trăm triệu. Hài... Ai... Đến 10 triệu nó còn không có, nhưng chẳng lẽ bó tay sao? Nó không cam tâm, mà cũng tại tên sao trời đó hại nó. Nghĩ đến hắn tự dưng nó lại cười một mình. Hình như nó đã không còn ghét hắn như trước nữa. Vừa suy nghĩ vừa đi, nó đang không biết mình đang đứng ở chỗ vắng hoe vắng huét nào, thì bỗng nhiên một chiếc xe phóng vụt qua, chặn trước mặt nó. Một tốc người mặc đồ đen bước ra. Là con bé này thưa đại ca. Đúng là nó chứ. Các người định làm gì?" Nó run run. "Không có gì, chỉ là chút chuyện cần hỏi cô em chút thôi. Ngoan ngoãn đi theo, cô sẽ không mất mát gì cả." "Bắt cóc à?" Nó lùi lại mấy bước, thủ thế co giò chạy nhưng không kịp nữa, một tên từ phía sau đã chụp thuốc mê nó, mọi thứ mờ hồ xám xịt. "Quân." Nó khẽ gọi trước khi chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy nó thấy mình đang ở trong một căn nhà tối om đầy bụi bặm nó đang bị trói chặt không nhúc nhích được, tóc nó đám người bắt góc nó đang túm tụm lại bàn bạc. Bắt góc Tống Điền, không lẽ thân phận của nó đã bị bại lộ? Chúng đã biết nó là con gái độc nhất của đại gia trang trấn thành. Mày chắc nó là bạn gái tên họ Lâm chứ? Chắc thưa đại ca, nó là Như Kỳ, bọn em đã điều tra kỹ rồi, mấy hôm trước tụi nó có hẹn hò, rồi còn hôn nhau đắm đuối nữa. Nghe đến đây nó thoáng đỏ mặt. Ừ, thằng họ Lâm đó có chịu bỏ một khoản tiền ra để chuộc con nhỏ này không? Giàu như nó thiếu gì con gái. Đại ca yên tâm, thằng đó giàu nhưng mà lạnh như tảng băng trôi. Nó chưa từng hẹn hò với bất kỳ đứa con gái nào. Còn con bé này là ngoại lệ đấy ạ. Vậy liên lạc với nó đi. Nó chợt thở dài. Ra là vậy, người chúng muốn tống tiền là tên sao trổi đó. Nhưng chúng bắt nhầm người rồi. Nó đâu phải là bạn gái của tên đó. Hắn sẽ không đến cứu nó đâu. Nhưng mà có thật nó là người đầu tiên hắn hẹn hò không? biệt thự nhà họ Lâm. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, mời thiếu gia lên xe. Lão quản gia cung kính cúi đầu, hắn bước ra. Thư thiếu gia cậu có điện thoại. Có chuyện gì? Người đó nói là có việc gấp cần nói trực tiếp với thiếu gia. Đưa điện thoại đến đây. Mày là Lâm Hoàng Quân. Hắn nhăn mặt, phải có chuyện gì? Bạn gái của mày, Như Kỳ hiện đang ở trong tay tao. Nếu mày còn muốn nhìn thấy mặt nó, thì trong vòng 3 ngày, hãy chuẩn bị 5 triệu đô la tiền chuộc. Không được báo cảnh sát, và cũng đừng có giờ cho gì. Nếu không, con nhỏ sẽ mất mạng. Tút, tút, tút. Đoàn, như xiết nổ ngang tay, hắn chết sững bên cái điện thoại. Như kỳ bị bắt cóc, con khỉ đó đang gặp nguy hiểm. Bỗng lồng ngực hắn đau nhói, tim hắn như bị bóc nghẹn như thế được Phải bình tĩnh Quản gia Gọi điện thoại ngay đến trường Hỏi xem Trang Như Kỳ có ở đó không Làm ngay bây giờ Giọng hắn đầy giận dữ Vâng thưa thiếu gia Dạ không có Trang Tiểu Thư ở trường Ký thúc xa cũng không có ạ Đã tìm kỹ chưa Hắn nôn nóng Dạ đã tìm khắp mọi nơi rồi ạ Còn nhóc không ở trường thì đi đâu được chứ Hắn gọi điện thoại Cũng không gọi được cho con nhóc số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được điện thoại không liên lạc được có chuyện gì đó với con nhóc đó bị bắt cóc thật sao gọi ngay cho cảnh sát huy động toàn bộ lực lượng tìm ngay con đó dù phải sới tung cái sài gòn này lên cũng phải tìm ra tuân lệnh thiếu gia đến tối vẫn không có tin tức gì sao thự thiếu gia đã tìm hết mọi nơi nhưng không thấy trong lòng hắn như có chiếc búa ngàn cân vừa tàn nhẫn dáng mạnh reng reng hắn vội vã nhấc máy Đừng phải công tìm kiếm nữa, con bé đang ở trong tay tao. Nghe giọng nó một chút nhé. <laughs> Buông tôi ra, các người không có quyền bắt tôi. Đúng là giọng cái con khỉ đó rồi. Nỗi lo sợ đang bùa vây hắn. Các người không được làm gì cô ấy. Chuẩn bị tiền đi, hai ngày sau tao sẽ thông báo địa điểm giao tiền. Năm triệu đô la, số tiền không là gì với hắn. Nhưng hắn biết dù có giao tiền, con nhóc đó cũng không toàn mạng. Nỗi khiếp sợ nhen nhóm trong người hắn. Hãy gọi những thám tử tốt nhất đến đây, cả cảnh sát, quân đội nữa. Bằng mọi giá phải cứu được người. Vâng, thưa tiểu gia. Ngày thứ hai, hắn như đang ngồi trên đống lửa. Hắn đã nghĩ ra bao nhiêu là cảnh tượng kinh khủng nhất xảy ra với con nhóc đó. Không được, chỉ có hắn mới được hành hạ con bé đó. Không ai có quyền được đụng tới người con nhỏ đó dù là một sợi tóc. Lâm Hoàng Quân, anh ra đây cho tôi. Anh giấu như kỳ ở đâu? Để cho sao không cho tôi tìm thấy cô ấy? Giọng Thành Duy oang oang khắp biệt thự họ Lâm. Bố lễ, dám sâu vào đây làm phiền thiếu gia. Lối ngay ra ngoài. Mấy tên vệ sĩ kéo Duy ra ngoài. Để cho hắn vào. Hắn biết người này, Phạm Thành Duy con trai ông vua đĩa ốc, Phạm Thành Phong. Nhưng tại sao lại biết như kỳ, quan hệ gì với con bé đó? Cậu là gì với con bé đó? Hắn nhíu mày. Là bạn thân nhất của Như Kỳ, bạn thân. Lâm Hoàng Quân anh nói đi. Anh đã làm gì như kỳ? Tại sao sau khi hẹn hò với anh, cô ấy lại biến mất? Không làm gì hết. Thế như kỳ đâu? Bị bắt cóc. Cái gì? Thành Duy la toáng lên. Kẻ nào dám bắt cóc như kỳ? Tại sao lại bắt cô ấy? Vì tôi. Chúng muốn tống tiền tôi. Hắn khổ sở ôm đầu. Vì anh? Vậy tại sao anh còn ở đây? Còn không mau đi cứu cô ấy? Mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ đâu đến bây giờ vẫn không xác định được giữ cô ấy ở đâu. Giọng hắn đầy vẻ bất lực. Lần đầu tiên thiếu gia Lâm Hoàng Quân bất lực. Điều có thể làm gì là chờ. Ngày thứ ba, cả hắn và Thành Duy đều ở trong trạng thái phập phòng lo sợ. Cuối cùng một tia hy vọng cũng lé lên. Đã xác định được một vị trí thưa thiếu gia, đó là một kho bọ hoang ở Bình Chánh. Lập tức đến đó. Trong cái nhà kho bụi bặm, nó đang bị cột chặt trên chiếc ghế, tay nó bắt đầu tê cứng. Người nó mệt ngoài không còn tí sức lực nào Nó biết với tình trạng bây giờ Nó không thể bỏ trốn Đại ca Gọi điện thoại thông báo địa điểm giao tiền chứ <laughs> Gọi đi Bàn tay nó toát mồ hôi lạnh Dù là tiểu thư nhà danh giá Nhưng dưới vòng tay bảo vệ của ba nó Nó chưa từng bị bắt cóc Tự dưng nó cảm thấy sợ Nó muốn khóc Nhưng nó không chịu đầu hàng đâu Tự an ủi bản thân không việc gì phải sợ Bây giờ chỉ trông chờ người khác đến cứu Chỉ bằng hãy tự cứu lấy mình một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó. Mấy anh ơi! Cái gì? Nó hít một hơi, thu hết can đảm. Em... em muốn đi vệ sinh. Cái gì? Mày định giở cho gì với tụi tao sao? Mấy anh trời em ba ngày nay. Em nhịn hết nổi rồi. Mà em là con gái yêu đuối, đâu thể dở cho gì được. Mấy anh đông như thế kia, cho vàng em cũng không dám trốn. Tên chùm đắn đo suy nghĩ, nó nói cũng có lý Dù con nhỏ bỏ trốn cũng không thể chạy thoát được Nhìn nó mỏng manh thế kia cơ mà Thằng kia Hắn quát lên mặt Mày đi theo nó không được để nó bỏ trốn Dạ đại ca Hắn dẫn nó ra bên ngoài ngôi nhà Vẫn trói chặt tay để nó không có cơ hội Nhưng biết cơ hội đến nơi rồi Nó cố làm vẻ khó khăn Trói tay em thế này Làm sao em không cởi được à vậy để anh giúp tên bắt cóc hí hưởng đê tiện con bé rõ sinh không sực thì phí của quá thế là hắn cúi đầu xuống nó không bỏ lỡ cơ hội trời cho một phát lên gối trúng thẳng mặt tên bắt cóc cho mày chết này hắn lảo đảo bất tỉnh nó phi một leo bỏ chạy đứng lại con tim bỏ trốn bắt lấy nó tiếng bọn bắt cóc nó sợ quá chỉ cố gắng chạy thật nhanh vào rừng, cố gắng chạy hết mức có thể để nó không bị bắt lại được. Bên ngoài căn nhà, một lực lượng hùng hậu đang bao vây khắp khu vực này. Thưa tiểu gia, trình ra cho biết bọn bắt cóc đang rất náo loạn. Có thông tin Trang Tiểu Thư đã bỏ trốn. Cái gì? Cả hắn và Thành Duy cùng lên tiếng. Con nhỏ đó bỏ trốn sao? Trời ơi, ngốc hết chỗ đói mà. Anh còn đứng đây làm gì? Mau đi tìm cô ấy đi. Thành Duy nói làm hắn sực tỉnh. Đúng rồi bây giờ phải tìm ra con nhỏ trước bọn bắt cóc. Lập tức hành động, một đội truy bắt đội bắt cóc, một đội tản ra đi tìm, không được bỏ sót bất cứ nơi nào, phải tìm ra con nhóc đó trước bọn bắt cóc. Tân lệnh thiếu gia, trong khu rừng trăng năng lên chiếu rọi khắp nơi. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo, lá cây xào xác, tiếng côn trùng kêu như một đàn đồng ca. Nếu không bị bắt cóc và nàng phi hết tốc độ có lẽ để có thể thả sức ngắm nghía cảnh thơ mộng này Chạy được một quãng rất xa, không còn nghe tiếng bước chân chạy đuổi theo nó. Nó vấp phải một cành cây, ụy, nó ngã lăn quay. Hôm nay nó đã trở thành một vận động viên marathon thật vĩ đại. Nhưng lúc này nó cảm thấy nó quá bé nhỏ trước mọi thứ sinh ra trong nhung lụa. Chưa bao giờ nó chịu khổ như bây giờ. Nó nhớ ba nó, nhớ tên sao trồi, nhớ thành duy người bạn đầu tiên của nó, nó khóc. Nó ước ra như bây giờ, có ai an ủi nó, ôm nó vào lòng, bảo vệ cho nó. Quân! Nước mắt cứ đua nhau trào ra, trời có tiếng bước chân, rất nhiều, rất đông. Không lẽ bọn bắt cóc đã tìm đến nơi rồi? Nó chợt dùng mình, không được phải chạy tiếp. Nó lại bắt đầu chạy, giờ nó đã thấm mệt. Nó chạy hết sức, nhưng tiếng bước chân đang ở ngay sau nó, càng lúc càng gần. Ruột gan nó đang đánh lô tô, tay chân nó cuống cuồng. Đứng lại, không được chạy! Nó quay đầu nhìn lại thì một tốt người, tay cầm đèn pin, còn có cả chó nữa đang ở sát sau lưng nó. nó cố sức chạy thật nhanh. chợt có một bàn tay chụp được nó, nhấc bổng nó lên. không không thả tôi ra, không được bắt tôi. nó cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay cứng như gọng kiềm đó. có hơi thở phả vào sau gáy nó rất quen thuộc. Quân, anh ở đâu? mau tới cứu tôi. nó cố hết sức hét lên, tay chân dãy rụa. chợt bàn tay đang ôm nó siết chặt. tất cả chỉ trong vài giây. Nó cố sức cắn thật mạnh vào bàn tay đang ôm chặt vai nó. a à, cô dám cắn tôi hả? Cái giọng này là tên sao trổi. Bây giờ nó đã nhìn rõ khuôn mặt đó dưới ánh trăng, càng làm nó thêm mờ ảo. Nước mắt tủi thân cứ thế ùa ra, nó úp mặt vào người hắn khóc như một đứa trẻ. Không sao rồi, đừng khóc nữa cô bé. Nó khóc giấm dứt mà không biết, đằng sau có một ánh mắt đau khổ đang nhìn nó. Sau chuyện nó bị bắt cóc, Giờ đây nó bị giám sát gần 24 trên 24. Đi học thì tên sao trổi đi cùng, vào lớp thì có thành duy kè kè, không khác gì tù nhân. Có hai điểm làm nó bất ngờ đó là tên sao trổi đến cứu nó, dù nó chẳng là cái đinh gì với hắn, nhưng điều này làm nó suy nghĩ rất nhiều. Tiếp theo là thành duy, bộ mặt hết sức lo lắng ngày hôm đó, nhưng hôm nay lại lạnh tanh, còn làm ngơ nó nữa. Tuy nhiên vẫn cứ im lặng đi cạnh nó. Này thành duy, sao, Giận gì kỳ à? Sao lúc nãy làm lơ? Không có. Thật không có sao? Hắn cười toe Không có thiệt mà. Im im để Như Kỳ bắt chuyện trước thôi. He he. Thật không giận gì chứ? À mà có. Giận lắm. Nên giờ Như Kỳ đi chơi với Duy đi. Đi đâu? Đi theo Duy. Hi hi. Thế là Duy kéo nó đi. Đang đi trên lề đường chợt có một chiếc xe lao thẳng đến chỗ nó với tốc độ kinh hồn cẩn thận nó chưa biết có chuyện gì thì đã ôm chặt trong vòng tay thành duy lại có ai muốn xử nó nữa sao mà cái tên thành duy này sao ôm nó mãi không chịu buông này buông ra được chưa a à, xin lỗi tại người như kỳ mềm quá như là ôm gấu bông ý oánh chết bây giờ nó và thành duy vào một quán nước như kỳ tìm được việc chưa chưa thất nghiệp rồi nó ỉu xìu trả lời như kỳ biết gì về chứng khoán không Biết chút ít nhưng mà có chuyện gì? Vậy vào công ty này làm thử đi. Nói xong Thành Duy đưa cho nó một tờ danh thiếp. Nhà người quen của Duy, nhưng không phải vì quen biết mà họ nhận đâu. Như Kỳ phải có năng lực kìa. Ừ, uhm, Kỳ biết rồi, cảm ơn Thành Duy nhá. Nó cười một cái rồi cầm tay Thành Duy dối rít cảm ơn mà không thấy một thoáng đỏ mặt của Thành Duy. Đang tuè tuét, nó không thấy một đứa con gái đang đi tới chỗ nó. Ao, à nước từ trên đầu nó chảy xuống hết người. Tiểu Thiên, em làm cái trò gì vậy? Tiếng Thành Duy vang lên lạc cả giọng. Nó ngước lên nhìn, một con bé có đôi mắt phượng tuyệt đẹp đang gườm gườm nhìn nó. Đồ con gái quê mùa, ai cho mày được cầm tay Thành Duy của tao? Nó cứng họng. Hích, nhìn nhỏ xinh xinh mà dữ quá. Tiểu Thiên, em đi về ngay đi. Anh, tại con nhỏ này mãi không thèm chơi với em. Biết vậy lúc nãy tông chết nó rồi. Trời đất, nó kêu thầm trong bụng trợn tròn mắt nhìn. Thì ra kẻ lúc nãy phóng xe xé vào người nó là con bé này. Chút nữa nó đi gặp tổ tiên rồi. Em thật là quá đáng. Về nhà anh sẽ nói chuyện với em. Xin lỗi như kỳ nhá. Duy, Duy về trước đây. Thế rồi Duy cầm tay con nhỏ lôi đi. Con nhỏ không quên chiếu cho nó một tia nhìn hắc ám. Trời ơi sao mà lắm chuyện rắc rối thế này. Có người ghét nó đến mức muốn nó chết. Không biết ly nước lúc nãy có thuốc độc không nữa mà cũng may trong quán nước vắng người chứ nếu không có thì có mà chỉ có nước lộn thổ ngày hôm sau nó đến lớp như kỳ đừng giận nhá duy xin lỗi lắm lắm luôn ừ không sao mà bé đó là ai thế ừ, người quen của duy thôi nó hơi quá đáng nhưng mà không có ác ý gì đâu xém tông chết người ta mà còn không có ác ý thôi chuyện qua rồi đừng nhắc đến nữa mà như kỳ này duy có chuyện muốn nói chuyện gì Đột nhiên Duy cầm tay nó Duy... Nó đang bất ngờ vì hành động của Duy Thì đột nhiên có một bàn tay túm lấy nó kéo đi Đi theo tôi Cái giọng độc tài này không ai khác ngoài oan gia của nó Lâm Hoàng Quân Nó bị kéo đi không thương tiếc Còn Thành Duy thì đứng chơ ra đó Cô làm cái trò gì mà ngày hôm qua tôi tìm cô không thấy Làm gì tìm tôi Vậy cô muốn bị bắt cóc nữa à Tại ai mà tôi như thế Cô Hắn kéo nó ép vào tường, hai tay chặn trước mặt nó. Không lẽ hắn lại sắp xử nó? Xin lỗi. Cái gì? Tay nó nghe nhầm sao? Hắn xin lỗi nó. Cái gì? Tôi không nghe rõ. Mặc kệ cô. Hắn quát lên rồi quay người đi. Ý ý phải không vậy? Hắn đang đỏ mặt, còn xin lỗi nữa. Thẹn quá, hắn làm liều. Đi ăn chưa? Rồi kéo nó sền sệt như kéo cái bao cát nó chỉ biết cười rồi đi theo nam vương biết xấu hổ tới nhà ăn mọi ánh mắt đều đang nhìn nó đám định thần thấy hắn đến liền chạy tới thiếu gia con bé này là là oxy của ta ô oh. cả đám ổ lên mấy đứa con gái khoanh tay cười khẩy nhìn nó nhưng các người mà dám bắt nạt con bé thì biết tay ta rõ chưa cả bọn chú bắt ngạc nhiên nó cũng ngạc nhiên hắn đang bảo vệ nó bất chợt hắn quát lên Nhìn cái gì mà nhìn, nghe không rõ à? Dạ rõ rồi ạ. À. Cả đám dù bất ngờ nhưng cũng phải nghe theo, nếu không thì khó sống với tên này. Ai cũng sợ hắn, trừ nó ra, tên này cứ quát lên như thế, chứ thật ra trẻ con lắm. Còn cô nữa, nhìn gì? Lo mà ăn đi, người gì mà cả ngày càng rúc khỉ. Nó cười, đúng là trẻ con. Trên sân thượng, chỉ có nó và hắn Hắn đứng đó dáng người cao cao, mái tóc trong dáng chiều. Óng ánh đỏ, mắt nhìn về phía mặt trời đang lặn toát lên một vẻ lãng tử. Trong cái lúc hoàng hôn đó, bóng của hắn trải dài nhìn thật cô đơn. Hai tay bỏ vào túi, hắn đang nghĩ gì vậy? Này, nhìn đủ chưa? Hắn nói mà không quay đầu lại. Nó thoáng giật mình. Hắn có mắt ở phía sau à? Ai thèm nhìn? Nó bĩu môi. Đột nhiên hắn bất ngờ quay lại kéo nó ngã vào lòng hắn, đừng có kháng cự. Tôi đang tựa vào lan can đấy. Cô ở vùng vẫy, rồi xuống đó dáng chịu. Trên môi hắn nở một nụ cười quyến rũ. Thình thịch, tim nó đang muốn bay ra ngoài. Trời với hắn có ngày nó đau tim mất. Bùng tay ra đi. Không. Cứ ở yên như thế này nhá. Giọng hắn ấm thật ấm. Thế là nó cứ ở yên trong lòng hắn. Nghe tiếng tim hắn đang đập nhanh không kém gì nó. Thời gian như đang ngừng lại nó thấy một cảm giác hạnh phúc đang trào dâng. Là bạn gái của tôi nhá. Hắn thì thầm vào tai nó. Mắt nó mở ra hết cỡ nhìn khuôn mặt đang chờ đợi của hắn. Nó nói không nên lời, không tin nổi vào tay mình. Anh, à, anh vừa nói cái gì cơ? giả dạ, ngốc à? Mau trả lời đi. Hắn nôn nóng ra mặt. Nó đứng ngay người. Nhưng, nhưng, nhưng mà hắn càng siết chặt vòng tay mặt hắn kề sát mặt nó chỉ một chút xíu nữa là môi hắn chạm vào môi nó trả lời đi cô bé đau tim quá két có tiếng mở cửa thiếu gia đang ở đây ạ à? người quản gia lên tiếng nó vùng ra khỏi tay hắn mặt đỏ bừng có chuyện gì thiếu gia về nhà gấp phu nhân đang đợi ạ được hắn quay sang nhìn nó đang đỏ bừng mặt nào bây giờ thì nói được rồi chứ chuyện này quá bất ngờ tôi nó ấp ứng hắn đứng đó dáng người đang chờ đợi cho tôi thời gian suy nghĩ hắn đưa tay vào cốc vào đầu tôi một cái đau điếng được cho cô một ngày và đừng có nghĩ đến chuyện bỏ chạy nó đứng thẫn thờ nó không ngờ hắn lại đề nghị nó làm bạn gái tim nó vẫn còn đang đập loạn xình ngậu hắn có thích nó không hay chỉ là đùa với nó vừa nãy còn nói là nó là ô xin của hắn cơ mà sao bây giờ hàng ngàn câu hỏi đầu nó bắt đầu muốn nổ tung có khi nào hắn lại muốn hành hạ nó không Từ sau lần được hắn cứu khỏi tay bọn bắt cóc nó bắt đầu nghĩ đến hắn nhiều hơn không lẽ nó thích tên sao trội đó nhưng hắn có thật lòng không một đêm suy nghĩ nó vẫn chưa có câu trả lời phải làm sao đây đang thẫn thờ đi trong sân trường bỗng có một người kéo vai nó lại này ô xin làm gì mà thẫn thờ thế mất tiền à ai là ô xin của anh còn ai ngoài cô nữa Sao bây giờ mới trả lời được chưa Tôi Làm khó Nó đây mà Nó chỉ biết kêu trời Nó còn chưa nghĩ kỹ mà Phải tìm đường thoát thân thôi À đằng kia Nó chợt la lên Cái gì Hắn quay đầu lại Cơ hội để nó co chân bỏ chạy lên lớp ừ, Giỏi lắm Nhưng cô không chạy thoát đâu Hắn đứng đó không thèm đuổi theo Hích, nó thở dốc Mới sáng sớm đã bị quỷ ám Này Như Kỳ Chút nữa lên sân thượng nhá Duy có chuyện muốn nói Có chuyện gì thế Hề bí mật Sao nhiều người muốn làm nó đau tim vậy trời Giờ ra trời nó nhìn quanh không thấy Thành Duy đâu Không lẽ lên sân thượng rồi Nó vừa mở cánh cửa trên sân thượng ra thì choáng Một sân đầy những bông hoa hồng Khắp nơi toàn là hoa hồng đang choáng ngợp trước cảnh tượng đó thì Thành Duy bước vào, tay cầm một bó hoa hồng đỏ. Áo quần bảnh bao đang đứng trước mặt nó, nở một nụ cười đầy vẻ hạnh phúc. Nó đang không biết làm sao thì bất ngờ Duy quỳ gối cầm tay phải của nó lên. Như Kỳ đồng ý làm bạn gái của Duy nhé. Ánh mắt Thành Duy sáng lấp lánh, còn nó lại một lần nữa như đứng như tượng. Lại một người đang tỏ tình với nó, mà lại giống như là đang cầu hôn nó. Nhìn Thành Duy đang nóng lòng chờ đợi, thì bất ngờ dầm. Cánh cửa bị đạp tung, người bước vào không ai khác chính là tên sao trội. Mặt hắn đỏ phừng phừng. Nó giật mình rút bàn tay ra khỏi bàn tay Thành Duy. Chưa bao giờ nó thấy hắn tức giận đến như thế. Mắt hắn lóe lên, tia nhìn hàn học. Hích, phèn này tiêu rồi. Cô, thì ra, đây chính là lý do cô không chịu trả lời tôi. Tôi không ngờ cô cũng giống như những đứa con gái khác. Tham lam bắt cá hai tay một người không đủ với cô sao? Có lẽ những người con trai có tiền cho học viện này, cô đều muốn có phải không? Giọng nói của hắn lạnh lùng sắt đá, tay nó đang ủ đi, nó không tin vào những gì nó đang nghe. Anh không được nói như kỳ như thế, Thành Duy lên tiếng. Còn cậu, hãy mở to mắt ra mà nhìn, cô ta chỉ đang lợi dụng cậu thôi. Còn cô từ nay, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt cô nữa. Hắn đấm tay vào tường, nhìn hắn như sắp cháy đến nơi nhưng lại có vẻ đau khổ tột cùng. Ánh mắt hắn tối như đêm đen, môi hắn trắng bệch. Sau sự đau khổ đến đỉnh điểm là sự tê liệt đến băng giá, sự căm tức từ trong tim trào ra. Hắn nhìn nó đầy oán hận, căm tức và cả đau đớn. Nó mở to mắt kinh ngạc, trái tim đau nhói. Hắn bỏ đi, những bước chân lạnh lùng như từng mũi kim châm khiến trái tim nó đau, dỉ máu, cánh cửa đóng rầm, chỉ còn lại nó và Thành Duy. Hắn đi rồi, Như Kỳ không cần phải sợ nữa đâu. Duy giật mình nhìn vào khuôn mặt của nó đang đẫm nước mắt. Nó bước đi như người bất hồn, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Những lời lẽ hắn nói ra như những nhát dao đâm vào tim nó. Không việc gì phải khóc. Hắn có là gì để khiến nó đau đớn như thế này? Nước mắt ơi đừng rơi nữa. Trước mắt nó một khoảng trời u tối, khóc không thành tiếng, trái tim nó bị đè nén sắp vỡ tung ra. Hắn mất tích. Sau chuyện hôm qua, nó lấy lại bình tĩnh cũng vì thế nó đã biết người nó muốn ở bên cạnh là ai trái tim nó cần ai nhưng lời nói của hắn làm nó đau nhưng nó cần hắn nó muốn giải thích cho hắn hiểu nhưng mà hắn đã biến mất nó đi tìm khắp nơi nhưng không thấy điện thoại cũng không liên lạc được nó tìm đến đám định thần kết quả là không thấy hắn đã ra nước ngoài và có lẽ không quay trở lại nó như quả bóng xỉ hơi bị rút cạn tinh thần nó thất thần nhìn lên trời Ánh mắt vẫn đang chứa chan Nhưng hắn đi rồi Bỏ mặc nó Không nghe nó giải thích Không cho nó cơ hội để nói hết lòng mình Đi rồi, đã đi rồi Tìm nó một lần nữa vỡ hòa nức nở Nó về ký túc xá Mệt mỏi Nó không muốn nghĩ thêm gì nữa Mặc kệ tất cả Nhắm mắt không suy nghĩ Nhưng ký ức lại hiện về Nó nhớ lần đầu tiên gặp hắn Nhớ lần hắn trêu chọc nó lúc nó đi làm Nhớ nụ hôn khiến nó xuyến sao Nhớ nụ cười trẻ con của hắn Nhớ vòng tay ấm áp Trái tim nó một lần nữa đau đớn Nó mềm yếu và không có hắn bên cạnh Không được khóc Ba tháng trôi qua hắn vẫn không quay lại Dù thương nhớ vẫn không quên một trăm triệu Quả thật nó là người yêu bằng con tim và lý trí Nó bây giờ đã đi làm Thu nhập cũng khá Công việc lại nhẹ nhàng ở sàn giao dịch chứng khoán, nó bây giờ là một thành viên khá nổi bật. Biết nắm lịch thời cơ, khả năng suy đoán tài tình. Nó khiến bất cứ ai gặp nó cũng phải kinh ngạc. Một cô bé còn đi học lại có đầu óc như thế sao? Những ngón nghề nó học được từ ba nó, thêm vào đó là cái đời tỉnh táo đã giúp nó kiếm được khối tiền. Bây giờ nó đã có 40 triệu và 3 tháng nữa. Nó muốn kiếm tiền để tự quyết định cuộc đời nó, được ở bên cạnh người nó yêu thương. Nó thẫn thở bước đi trong sân trường, mắt vẫn như đang tìm kiếm ai đó. Như Kỳ! Thành Duy đang gọi nó. Hả? Đi chơi nhá! Đi đâu? Nhiều nơi để đi mà. Thôi, ta sợ người ta lại cho xe đụng vào... Kỳ lắm! Kỳ về đây! Ơ ờ, nhưng mà... Nó bỏ đi mặc kệ Thành Duy. Sau chuyện đó, nó cố gắng giữ khoảng cách với Duy. Và có lẽ Duy cũng hiểu tại sao. Nó gặp ác mục. Mộ. Một đám người đang đuổi theo nó đêm đen kịt Nó chạy nhưng cảm giác sắp bị bắt được Lúc tuyệt vọng nhất Nó nhìn thấy Quân Nó chạy tới Ôm chầm lấy hắn Nhưng bị hắn gạt văng Giọng băng giá Đừng đậu vào người tôi Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa Nó bật dậy Nước mắt ướt đẫm Tiếng chuông điện thoại reo Alo Tôi muốn gặp chị Tôi đang ở cổng trường Một giọng người con gái cất lên Nó không biết là ai Nhưng cô là ai? Tiểu Thiên, tôi sẽ chờ chị. Tiểu Thiên, con bé đã ném tông vào nó, còn cho nó một ly nước vào mặt nữa. Cô muốn gặp tôi, có chuyện gì? Nó hở hững nói. Chị làm ơn buông thái Duy có được không? Anh ấy là vị hôn phu của tôi, hai nhà đã có đinh ước. Chị chỉ là một nốt nạc lạ xuất hiện làm mọi chuyện rối tung mà thôi. Thì ra là thế, con bé này đến để dằn mặt nó đây mà. Nhưng tôi và Duy chỉ là bạn, không có quan hệ gì hết. Nó cất giọng bình thản. Có thật là như vậy không? Tại sao lúc nào anh Duy cũng luôn ở cạnh chị, luôn miệng nhắc đến chị? Nhưng tôi và cậu ấy không có gì thật mà. Tột nhiên con bé khóc òa, à? nó giật mình luống cuống không biết chuyện gì. Xin chị đấy, giúp em đi mà, em không thể không có anh Duy. Sau một hồi dỗ dành con bé cũng nín, đúng là trẻ con, bất giác nó thở dài. Tiểu Thiên bắt đầu kể thì ra Duy là ân nhân cứu mạng của con bé lúc 6 tuổi Cũng từ lúc đó Tiểu Thiên thích Duy Cả hai bên đã đồng ý chỉ vài tháng nữa là đính hôn Nhưng bất ngờ Duy tuyên bố hủy hôn Lý do là ai cũng đã biết Bị gia đình phản đối Duy tức giận bỏ nhà đi Hay, Sao nó toàn gặp chuyện gì đâu không vậy nè Chị nhất định phải giúp em Khuyên anh Duy trở về Nếu không em sẽ chết mất Tiểu Thiên lại khóc nức nở Chị sẽ cố gắng khuyên cậu ấy nhưng mà không biết có được không Thôi em đừng khóc nữa Con bé không khóc nữa nhìn nó với ánh mắt biết ơn Nó lại thở dài Không khéo nó già trước tuổi mất Ngày hôm sau nó gặp Thành Duy Này Duy Về nhà đi Hả Như Kỳ đang nói gì Đừng giả ngây thơ nữa Kỳ biết hết rồi Duy bỏ nhà đi biển biệt như thế là không được Là Tiểu Thiên nói với Như Kỳ phải không Không liên quan Bây giờ Duy về nhà đi Không ba mẹ Duy sẽ lo lắng đấy Duy không về Nó định bỏ đi Tên này cứng đầu quá Phải dùng chiêu mưa dầm thấm lâu thôi Bằng mọi cách phải khuyên Duy về nhà Ai bảo nó lỡ hứa với người ta rồi Chợt Duy kéo tay nó Có bất ngờ nó xém nữa thì ngã vào người thành Duy Nhưng tay vẫn bị cầm chặt Duy đã chờ lâu quá rồi Duy thích Như Kỳ từ lần đầu gặp Đến giờ vẫn thích Như Kỳ hãy cho Duy một cơ hội được không Chăm sóc cho Như Kỳ Đồng ý làm bạn gái của Duy nhé một lần nữa Duy làm nó xúc động Nhưng nó không thể làm tổn thương Duy Bởi nó đã thích người khác Dù người ta đã đi mất rồi Xin lỗi Duy Nhưng mà Kỳ không thể làm như thế này Hiểu cho Kỳ Là tên Hoàng Quân đó phải không Vì thế như Kỳ mới từ chối Nó không nói gì chỉ quay lưng bỏ đi Chợt nó không còn tin vào mắt mình nữa Là ảo ảnh chăng Giáng người bao đêm Nó mơ thấy Chưa một lúc nào nó nguôi thương nhớ Người làm tim nó khổ sở trong ánh chiều tà, người đó như một bức tượng được chạm trổ công phu, khuôn miếng, không biểu cảm, ánh mắt đang nhìn nó không rời. Cả người hắn tắt lên vẻ cô độc lặng lẽ. Nỗi đau ủa về nó, chưa kịp lên tiếng, thì hắn quay lưng bỏ đi. Bóng hắn trải dài, bước đi lạnh lùng khô cứng. Đừng đi! Nó cất tiếng nói không thành lời, không một âm thanh nào thoát ra từ miệng nó, cổ họng nó khô khóc. Nó muốn níu kéo lại, nhưng liệu nó có khả năng làm được việc đó không? Hắn có chịu nghe nó không? Và liệu có còn cơ hội được ở bên hắn không? Quyết định cuối cùng. Xin lỗi Duy, người kỳ thích là Quân. Duy hãy quay về nhà đi, mọi người rất lo lắng cho Duy và Tiểu Thiên nữa. Cô bé rất thích Duy nên hãy trân trọng cô bé. Nó mà không cho Duy kịp mở miệng, rồi một lần nữa nó thành một vận động viên chạy vượt rào, chạy theo tình yêu đầu tiên của nó. Nhưng hắn đâu mất rồi Tìm khắp sân trường vẫn không thấy đâu Không lẽ nó hoa mắt nhìn lập Không thể nào Nó tìm hết buổi chiều vẫn không thấy hắn đâu Cứ như bốc hơi không một vết tích Lưỡng thưởng đi về ký túc xá Nó không hay biết có một người Vẫn đang quan sát từng hành động của nó Bằng ánh mắt da diết Chất chứa niềm đau Hà Nội Biệt thự nhà họ Trang Thưa lão gia, tiểu tư từ Sài Gòn vẫn tốt ạ. À? Hiện nay, tiểu thư đang làm việc cho công ty Hồng Phúc. Thu nhập hàng tháng và hoa hồng là 20 triệu. Cứ như thế này, trong 3 tháng nữa, tiểu thư sẽ có đủ 100 triệu thôi ạ. Hừm, hãy mua lại công ty đó ngay lập tức. Thưa lão gia, làm ngay đi. Bằng mọi cách, phải mua lại công ty đó. Vâng, thưa lão gia. Tùy để đứa con gái độc nhất của mình, một mình ở Sài Gòn, nhưng ông luôn cho người theo dõi từng đường đi nước bước của nó Chuyện đi làm quan hệ với ai như thế nào ở đâu ông đều biết. Và cả chuyện nó bị bắt cóc rồi được cứu thoát như thế nào ông cũng đều rõ. Có một điều làm ông bất ngờ đó là chẳng dễ ông chọn cho đứa con gái của ông là người đã có liên quan mật thiết đến mọi chuyện. Chỉ có hai người trong cuộc là vẫn không biết gì. Tùng tỉm cười một mình, ông cầm tách cà phê nóng hổi, nhâm nhi. Một đêm dài mệt mỏi nó không ngủ được chút nào. Rốt cuộc thì hắn biến mất đâu, Chẳng lẽ nó nằm mơ giữa ban ngày sao? Nó vừa thay quần áo đi làm vừa suy nghĩ. Tạm thời gác lại, nó phải đến công ty. Dù chỉ làm cố vấn nhưng nó đã trở thành một người quen thuộc, nó có thể không đi làm nhưng lúc cần thiết vẫn phải có mặt ở công ty. Tài năng của nó được giám đốc rất xem trọng. Tuy lúc đầu có chút nghi ngờ nhưng càng về sau nó đã chứng minh được năng lực của nó bằng những quyết định táo bạo, nó đã mang lại cho công ty nhiều khoản lợi nhuận kinh khủng. Đến nơi nó biết công ty đã đổi chủ và đang cắt giảm nhân viên. Điều làm nó sửng sốt đó là nó cũng nằm trong số nhân viên bị thôi việc. Chuyện này là sao đây? Nó không hiểu tại sao lại như thế. Chỉ sau một đêm nó mất hết tất cả. Những gì mà nó cố gắng xây dựng trong thời gian qua. Bị thôi việc đồng nghĩa với việc mục tiêu 100 triệu của nó về với đất. Nó sẽ phải kết hôn theo ý của ba nó. Nó sẽ phải tạm biệt mối tình đầu của nó. Về trường, nó thơ thần trên sân thượng Để mặc gió lùa vào mái tóc đen nhánh của nó Nhìn nó lúc này có cảm giác sẵn sàng cuốn theo chiều gió Mỏng manh yếu đuối Nhờ ai giúp đỡ ư Thành Duy thì còn không no lội hắn Làm sao mà giúp nó Còn Đang thả hồn với những suy nghĩ Nó không hay có người đã đứng sau lưng nó từ lúc nào Cô định để gió thổi bay giống kia Giật bắn người vì giọng nói quá đỗi quen thuộc nó nhìn hắn đau đớn như nhìn một kẻ ngoài hành tinh. Nó lắp bắp. Anh, anh... Nhìn cô có vẻ đang suy nghĩ gì gây gớm lắm. Mà vấn đề đó chỉ là tiền thôi đúng không? Hắn cất giọng mỉa mai khiến nó hơi bằng. Nó im lặng, hắn vẫn đang giận nó sao? Sao cô im lặng? Tôi nói không đúng sao? Anh bạn Thành Duy điện trai của cô đâu? Sao không tìm hắn? Tôi không tin cô tự trọng đến vậy. Anh đừng hiểu lầm, những gì anh thấy không phải là sự thật tất cả chỉ là bất ngờ hắn kéo nó dằn mạnh vào tường làm nó đau điếng hiểu lầm ư vậy tôi đối với cô vẫn có giá trị lợi dụng chứ anh đừng nói như thế tất cả không như anh nghĩ đâu không như tôi nghĩ vậy thật ra là như thế nào tôi trở thành thằng hề trong mắt cô phải không đề nghị cô làm bạn gái trong khi cô đã nhận lời người khác giọng hắn đầy tức giận nó chợt dùng mình hít một hơi thật sâu để lấy can đảm không đúng, Thành Duy có tỏ tình với tôi, nhưng tôi không nhận lời. Không nhận lời hay chưa kịp nhận lời do tôi phá đám? Tôi mà không đến đó, chắc hẳn bây giờ tôi đã thành trò chơi của cô rồi. Nó thấy bực mình kinh khủng tên này, càng lúc càng quá đáng. Độc tài ra trường, khi nào cũng cho là hắn đúng. Không thèm nghe ai, nó nghe máu nóng bốc lên đầu. Mặc kệ anh, tin không thì tùy. Nó lách người qua hắn để đi ra Thì hắn đột ngột chụp lấy vai nó Bóp mạnh làm nó đau ứa nước mắt Cô không được phép đi Mà không có sự cho phép của tôi Gần từng tiếng Hắn nói như ra lệnh Tôi đi đâu là quyền của tôi Liên quan gì đến anh Anh bỏ tay ra Nó càng nói hắn càng bóp mạnh Ánh mắt hắn hẳn lên vẻ đau đớn Tiền tôi có thể cho cô Chấp nhận cả việc bị cô lợi dụng Chỉ cần cô ở bên cạnh tôi Ba tháng, chỉ ba tháng thôi nó sững người nhìn hắn Hắn nói vừa như đang nài nỉ van xin Vừa như ra lệnh Nhìn hắn có vẻ tuyệt vọng Chuyện gì đang xảy ra với hắn Tại sao hắn lại có bộ dạng này Đâu rồi một vị thiếu gia tự tin ngạo nghễ Hắn chống tay vào tường nhìn nó Như muốn nuốt chửng nó Nhưng với hắn nó chỉ là như vậy thôi sao Chỉ là một cảnh lợi dụng tầm thường Một đứa con gái xấu xa Nó bật cười chua sát Với anh tôi chỉ như vậy sao xin lỗi nhưng có lẽ anh sẽ phải thất vọng thôi gạt tay hắn ra nó lạnh lùng bước đi mặc kệ hắn hắn đang xem thường nó nó không thể để mình mất hình tượng đến như vậy được dù sao nó cũng là một tiểu thư danh giá thả nó chấp nhận rời xa hắn chứ không thể để hắn hạ thấp nó đến như vậy được thời gian qua có lẽ nó đã ngộ nhận hắn với nó có tình cảm với nhau nhưng bây giờ đã đến lúc nó tỉnh mộng rồi nụ cười nhưng lúc này nụ cười là tiếng khóc khô không lệ. Ác mộng đuổi theo nó trong suốt giấc ngủ cho đến khi nó tỉnh dậy. Lăn ngửa ra, cố thoát khỏi cảnh đó, đứng trong nghĩa trang. Từ sau khi nó bị bắt cóc, đêm nào nó cũng gặp ác mộng. Nó cố mở mắt, nhưng mí mắt nó như đeo chỉ. Và khi nó mở mắt ra được, nó lại không muốn thấy mọi vật xung quanh. Đầu nó đau như búa bổ. Ánh mặt trời chiếu vào phòng qua cửa sổ làm cho mắt nó đau nhức nó nhan mặt quay mắt tránh ánh mặt trời những lời hắn nói vẫn còn vang lên trong đầu nó âm ỉ nhức nhối thật tình thất nghiệp giống như người ta nói tiền hết thì tình cũng tan sao mọi việc cứ ào đến dồn dập đổ lên người nó hắn xem thường nó xỉ nhục nó điều làm nó đau đớn hơn cả là cái đề nghị ba tháng của hắn nó chỉ là một món đồ chơi của hắn thôi sao cắn môi dướm máu Nó nuốt nghẹn vào tim Điện thoại của nó reo lên Nhưng nó chẳng buồn quan tâm Đến lần thứ bảy chiếc điện thoại vẫn không ngừng reo lên Làm nó bực mình Là ba nó gọi Sao rồi công chúa kiếm đủ 100 triệu chưa Vẫn chưa Nhưng con sẽ không bỏ cuộc đâu Thế à Nhưng Patin con sẽ sớm bỏ cuộc nhanh thôi Tại sao ba chắc chắn như thế Hey, sẽ không có công ty nào nhận con với mức lương 20 triệu đâu Bà đã điều tra về chuyện công ty HP Là do ba làm đúng không? Nó tức đến nghẹn thở Đúng thế, bà muốn con gái của ba nhanh chóng về nhà Bà không muốn con khổ sở đi làm thuê cho người ta Trong khi con xứng đáng đứng yên trên tất cả Tất cả chỉ là ngụy biện Bà chỉ muốn con về rồi ngoan ngoãn kết hôn theo ý ba Con sẽ không để ba đạt được ý đồ đâu Chào ba nó tức tối hét lên ấm ức Oán hận bao nhiêu ngày Ủa ra Nó khóc khóc tức tuổi Nó không ngờ ba nó làm như vậy Ông thật quá đáng khi đối xử với nó như vậy Chỉ một cái búng tay của ông Mọi công sức của nó trong thời gian qua đổ xuống sông xuống biển hết Khóc chán chê Khóc hết nước mắt vẫn chưa hết tức Mấy bà chị trong phòng nó nhìn nó với ánh mắt lo lắng Nhưng nó không cần Nó bắt đầu lấy lại bình tĩnh Bây giờ nó phải thoát khỏi chuyện này đã nếu không kiếm đủ một trăm triệu, nó sẽ phải lấy chồng. Cho dù nó trốn lên trời, ba nó cũng sẽ lôi cổ nó về. Không thể chấp nhận như thế được. Bây giờ chỉ có hắn mới giúp được nó. Nhưng mà nó đắn đo suy nghĩ. Làm thế nào thì nó chẳng khác gì những lời hắn nói về nó. Nhưng trước tình cảnh lúc này, nó phải dẹp bỏ hết tất cả lòng tự trọng. Cao ngạo của một tiểu thư danh giá. Dù mang tiếng thủ đoạn cũng được bây giờ điều quan trọng là phải làm cho ba nó từ bỏ ý định nó cầm điện thoại lên gọi cho hắn lâm hoàng quân anh đang ở đâu tôi cần nói chuyện với anh tôi biết thế nào cô cũng tìm tôi hãy lên sân thượng ngay bây giờ hắn biết ư nó cười mà thấy mặn đắng nó đứng dậy bước đi mặc kệ hắn nghĩ gì làm gì đối xử ra sao với nó cũng được tất cả đã không còn quan trọng với nó nữa rồi tất cả cũng do ba ép nó đến bước đường này Đến sân thượng, nó đứng trước cánh cửa im lặng. Mọi chuyện sẽ ra sao đây? Cạch, cánh cửa bật mở, nhưng không phải do nó. Trước mặt nó, hắn ngồi trên chiếc ghế chiếm trệ như một ông hoàng xung quanh hắn là đám cung tần mỹ nữ. Lòng nó trệt quặn lên. Đứng ở ngoài nhưng không vào. Phải suy nghĩ à? Không, nó đáp cụt lũn. Nhìn cô thế này có lẽ cô hết hy vọng kiếm đủ 100 triệu rồi chứ. Nên bây giờ cô mới đến tìm tôi phải không? Phải. Vậy thì cô nói đi. Nó đau đớn, giọng nó như vọng về từ một cõi xa xăm nào đó. Tôi... tôi đồng ý ở bên cạnh anh. Hắn đứng dậy, bước đến chỗ nó, hơi cúi người xuống. Hắn cầm tay của nó lên rồi hôn. Phải nói là đồng ý làm bạn gái của Lâm Hàng Quân này. Và từ nay, cô là của tôi. Hắn mỉm cười chiến thắng. Chỉ sau một đêm, cả học viện Royal tràn ngập những bức hình hắn cúi người hôn lên tay nó. Khoa trường hơn nữa là mỗi tấm hình kèm theo dòng chữ Như Kỳ và Hoàng Quân Khắp mọi nơi trong trường học đều bàn tán chuyện Nam Vương Lâm Hoàng Quân có bạn gái Còn nó chẳng khác nào bị đóng dấu chủ quyền Không ai muốn lại gần nó Chỉ nhìn nó rồi chỉ trỏ Tụi con gái ganh ghét ra mặt Nhưng không làm gì vì sợ đắc tội với Nam Vương Tình cảnh của nó hết sức thê thảm Ngay cả Thành Duy cũng xa lánh nó Nó uể oải nằm dài trên bàn học Mặc kệ thầy giáo đang giảng bài xì khói nó chả buồn nghe cho đến khi dầm cánh cửa lớp bị đạp tung và kẻ bước vào không ai khác là hắn mặt hắn đầy vẻ kiêu ngạo hắn không coi ông thầy đứng trên bục giảng là gì hắn cứ tiến thẳng bước xuống chỗ nó mà thầy giáo cũng không xem hắn là cái đinh gì hay chính xác là không thể làm gì tên này mọi người thì lấm lét nhìn hắn không dám ho he nửa lời đứng dậy đi hắn nói cụt lũn đi đâu đang giờ học mà có chuyện cần chữ ký của cô rồi hắn thản nhiên cầm giỏ sách của nó lên đi tỉnh bơ nó chỉ còn cách bước theo hắn và quên không cúi chào thầy một cái hắn đưa nó đến một văn phòng luật sư vừa bước vào thì nó gặp một vị luật sư có cái đầu bóng loáng lơ thơ vài cọng tóc mắt đeo một cái kính dày cộp ông ta cúi đầu chào hắn một cách đáng kính rồi rơi luôn kính quay sang nó ông ta nói thao thao bất tuyệt một hồi rồi hắn ngồi thản nhiên uống cà phê Cô Trang Thư Kỳ, đây là hợp đồng được soạn thảo theo ý của thiếu gia Lâm Hoàng Quân. Mời cô xem rồi ký tên vào đây. Nó cầm bản hợp đồng rồi tá hỏa, miệng há hốc, đủ cho một đoàn tàu đi qua. Hợp đồng bạn gái kiêm Osin bên A Trang Thư Kỳ, bên B Lâm Hoàng Quân. Thời hạn hợp đồng là 3 tháng kể từ ngày ký. Bên A có trách nhiệm hoàn thành những điều khoản sau đây. một Đến nhà Lâm Hoàng Quân ở. 2. Chịu trách nhiệm dọn dẹp lau chùi phòng của Lâm Hoàng Quân. 3. Mỗi sáng phải đánh thức Lâm Hoàng Quân dậy. 4. Tự tay làm bữa sáng và mang lên phòng cho Lâm Hoàng Quân. 5. Khi đi học hay ra ngoài phải luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người bạn gái. 6. Ở nhà phải thực hiện tốt công việc của một người hầu. 7. Không được cãi bướng, nói leo, cằn nhằn, tỏ thái độ chống đối với Lâm Hoàng Quân. Bên B có nghĩa vụ thực hiện những điều sau. Đảm bảo thời gian thực hiện bản hợp đồng này là 3 tháng không quá một ngày. Sau khi hết thời hạn sẽ trả cho bên A số tiền là 100 triệu. Nếu một trong hai bên vi phạm điều khoản đã ký kết sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường là 10 tỷ Việt Nam đồng. Nó rụi mắt mấy lần không tin vào những gì nó đang xem, rồi trợn mắt nhìn tên quái vật đang nhẫn nhơ rung đuổi kia. Cái gì đây? Bản hợp đồng này là thế nào? Tại sao tôi phải làm ô xin cho anh? Đến nhà anh ở, anh xem tôi là cái gì thế hả? Mà tại sao anh có thể có hai điều mà tôi có đến bảy điều thế hả? Được làm bạn gái của tôi thì quá vinh dự rồi còn gì. Mà với lại lúc cô đồng ý là đồng ý ở bên cạnh tôi kia mà. Và tôi cũng đâu có ý định là chỉ để cô làm bạn gái trong 3 tháng đâu. Thế thì lời cho cô quá. Đồng ý hay không thì tùy cô. Hắn nhếch mép cười nham hiểm. Còn nó thì tiến thoái lưỡng nan. Dù bừng bừng lửa giận mà không làm được gì, ai bảo đồng ý làm gì. Nhưng bây giờ không làm thì sẽ không có 100 triệu. Mở thời gian thì lại có hạn. Nó sẽ thua ba nó, dù phải quay về Hà Nội ngoan ngoãn kết hôn, Sao hả? Hay là cô sợ? Nuốt cục tức vào bụng. Nó cầm cây bút lên rồi ký sách tờ giấy. Ký thì ký. Tôi mà sợ anh à? Bây giờ ván đã đóng thuyền. Không thể hối hận được nữa. Nó đành phải đâm lao, phải theo lao. Nó dọn sang nhà hắn ở. Đập vào mắt nó là một biệt thự nguy nga tráng lệ, không thua gì nhà nó, mà còn rộng hơn nữa chứ. Nó nghĩ thầm trong bụng. Cũng may, hắn chỉ bắt nó dọn dẹp phòng hắn, Chứ mà dọn hết cái biệt thự này Có khi chỉ có nước chết Tên này vẫn còn lương tâm Một vị quản gia đến đón nó rồi đưa nó lên phòng Căn phòng cho nó ở chẳng khác gì phòng của lọ lem Một căn phòng trên các xếp bụi bặm tối om Hích Từ đây nó phải làm lọ lem Nhưng không có hoàng tử nào đến cứu nó hết Căn phòng này từ nay là phòng của cô Muốn làm gì với nó cũng được Vị quản gia lên tiếng làm nó giật mình Ông này cứ im im rồi đột ngột lên tiếng làm nó hết hồn. Và một điều nữa, 5 giờ sáng cô phải dậy bắt đầu công việc. Bữa sáng của thiếu gia phải luôn đầy đủ chất dinh dưỡng, cô không được phép quên điều này. Phòng của thiếu gia phải luôn sạch sẽ ngăn nắp. Cô phải lau chùi cẩn thận, không được có một hạt bụi nào hết, nghe ừ. rõ chưa? Dạ, rõ rồi ạ. Nó đáp nhỏ. Tốt, còn bây giờ cô hãy dọn dẹp nơi này đi. Nói xong ông quản gia quay người ấy đi mà không thèm nhìn nó lên một cái Nó vừa mới đến đã phải nghe một chàng giáo huấn Rồi phải dọn dẹp căn phòng đầy bụi này nữa Chứ khéo bệnh hen của nó tái phát mất Một tay cầm trổi, một tay cầm hót rác Khẩu trang ba lớp kín mít, bao tay tạp dề đầy đủ Ba nó mà nhìn nó trong bộ dạng thế này chắc ngất xỉu quá Nó bắt đầu công việc của nó Quét quét lau lau Chùi chùi khí thế Mà không hay có người đang nhìn nó đắm đuối cuối cùng cũng xong <laughs> nó ho một chàng dài đúng là rất nguy hiểm lần đầu tiên trong đời một vị tiểu thư như nó phải dọn dẹp phòng chỉ có tên quái vật kia mới nghĩ ra cái trò này để hành hạ người ta mà chàng lão già ở nhà mà biết việc này chắc sẽ lôi đầu nó về liền rồi không quên cho nó một trận nên thân nghĩ thế nó bật cười được phục vụ tôi như thế này cô vui lắm sao nó giật mình quay lại anh tưởng mình có cái phước đó sao? Vậy tôi nói sai sao? Đúng, không sai. Nhưng còn không biết đó là phước hay họa đâu anh. Hãy chờ mà xem. Được, tôi sẵn sàng xem cô làm được gì. Mùi hắn nhếch lên tạo thành một nụ cười làm tim đập loạn nhịp. Nguy hiểm quá. Sáng sớm 5 giờ nó đã bị gọi dậy. Căn phòng thì tối om lại đầy bụi nữa. Làm nó ho quá chừng. Giường thì cứng, làm nó đau ê ẩm toàn thân. Vừa mới ngủ được một lúc đã bị gọi dậy Nó làm qua loa bữa sáng cho hắn Bánh mì thì cháy đen Trứng thì bèo nhèo Hè hè Cho hắn biết thế nào là đau khổ Nó gõ cửa mà không nghe tiếng trả lời Tên này ngủ say như chết Thiếu gia dậy đi Đến giờ đi học rồi Vẫn không có tiếng trả lời Nó bèn mở cửa bước vào Lần đầu tiên vào phòng hắn Nó muốn ngất trời ơi Dọn cái phòng này cũng đủ giết nó rồi nghĩ hắn tốt bụng đúng là sai lầm mà nó tức tối bước đến cái giường hắn đang ngủ nhìn mặt hắn lúc này tự dưng cơn giận nó xỉu xuống dễ thương quá sức mà không được tên này là quái vật không được động lòng thế là nó lay lay hắn dậy nào ngờ bất thình lình hắn đưa tay kéo nó xuống ôm trọn nó vào lòng a à, anh làm cái trò gì thế thả tôi ra nó la lên hết cỡ nãy giờ nhìn tôi đủ rồi hả Tưởng cô muốn ôm tôi luôn chứ Bị ôm cứng ngắc Nó không động đậy được Tim nó thì đập loạn cả lên Nó sợ hết cả hồn Giọng nó run run Anh làm ơn thả tôi ra Không Nó nghe rõ tiếng thở phả vào sau gáy của nó Làm nó run lên Tên sao trời quái vật này không thể để yên như thế được Cố hết sức Nó cho hắn một cái cùi trỏ vào bụng Rồi nó bật người bay xuống giường Còn hắn la oai oái trời ơi cô làm cái trò gì vậy hả muốn giết người à hắn ôm bụng quằn quại trên giường đáng đời anh nó quay đi đem bữa sáng tới trở thấy hắn có vẻ đau quá nó mất hồn chạy lại này anh có sao không vậy hắn không nói gì chỉ ôm bụng vẻ mặt hết sức đau đớn nó hoảng quá leo thẳng lên giường hắn xem thế nào này không sao chứ hả à? tôi mời bác sĩ đến nhé hắn vẫn không nói gì chỉ rên lên đau đớn nó lo quá mắt chảy tràn xuống nhìn hắn bất ngờ hắn đưa tay kéo đầu nó kề sát mặt hắn đừng khóc chỉ đùa cô chút thôi mít đứa ạ hắn cười trêu chọc nó tức quá thể nó đánh túi bụi vào người hắn mà không hay chính mình đang làm nũng với hắn đủ đáng ghét hắn cười rồi để mặc cho nó đánh lên xe đi hắn ra lệnh nó rủ tức cái kiểu ăn nói này của hắn nhưng cũng phải ngậm bùa hòn làm ngọt hãy đợi đấy nó nghĩ thầm trong bụng suốt quãng đường nó cứ nghĩ đến cái bộ mặt của hắn lúc ăn cái bánh mì cháy khét với trứng ốp la mạn chát không khác gì mặt con mèo bị cướp mất con chuột hà <laughs> hà nó bật cười làm gì mà cô cười như điên thế hắn quay qua trợn mắt nhìn nó thiếu thuốc hay là lên cơn điên để tôi mang cô vào bệnh viện anh mới bị điên đấy khi không lại cười cô đúng là hết thuốc chữa anh tức à Nói cho anh biết có liên quan gì đến anh Liên quan đến tôi Là chuyện gì Không nói cho anh biết Để vậy cho anh tức chơi Hắn bất ngờ thắng xe lại Chùm người qua nó Sao Bây giờ có chị nó không Hay để tôi hôn cô rồi mới nói hả Anh dám à Tôi la lên cho người ta túm cổ anh vào đồn cảnh sát bây giờ Đừng có thách tôi Nói đoạn hắn kể sát mặt nó Hôm nay là ngày gì mà toàn cảnh đau tim thế này bớ người ta sàm sỡ. Nó vặn hết công suất, la lên hết cỡ. Hắn hoảng quá, bịt miệng nó lại. Bớ! Im đi, tôi thua cô rồi. Làm ơn, ngậm cái miệng lại. Mặt hắn đỏ lên hết mức. Đúng là có ý đồ xấu nên bị trời phạt mà. Sáng nay, hắn bị mấy vố đau. Chắc trưa nay ăn cơm mất ngon. Cô đúng là chúa cậy phá mà. Hắn tức tối cho xe chạy tiếp. Đành im lặng nhìn nó cười mà không làm được gì lúc đến trường hắn khoác vai nó nhìn hết sức tình tứ còn nó thì tim đập nhanh kinh khủng nó sợ mấy cảnh đụng chạm thế này tốt nhất cô nên cười lên đi nếu không biết tay tôi nó đành cười mà mặt như sắp khóc đi bên cạnh hắn dù thích hắn nhưng cứ đe dọa thế này nó không làm sao chịu được mọi ánh mắt trong trường đều nhìn hai đứa nó biết thế nào cũng cho là nó không xứng với hắn trong lớp bắt đầu có tiếng rẻ biểu soi mói nó Tại sao anh Quân lại quen với con nhỏ mọi dợ đó chứ? Không xứng chút nào Quân của chúng ta cao sang quý phái Tại sao lại chọn con nhỏ nghèo kiết xác đó chứ? Chắc nó dùng thủ đoạn rồi Tiếng mọi con gái thì thầm Nhưng nó nghe không sót một chữ nào cứ lý tưởng hóa quân của các người đi. Hắn là quỷ chứ thần tượng gì. Này Như Kỳ, Thành Duy đập vào vai nó. "Chuyện gì thế Duy?" "Cảm ơn Như Kỳ nhiều lắm." "Vì chuyện gì?" "Vì mọi chuyện." "Và Duy đang hẹn hò đấy. Thật không vậy?" Nó la lên. "Thật 100%. Như Kỳ và tên Quân có hạnh phúc chứ. Nếu hắn bắt nạt Như Kỳ thì cứ nói với Duy, Duy sẽ cho hắn biết tay." "Ừ, nhất định thế." "Mà bạn gái kia muốn gặp Như Kỳ và Quân đấy." là một cực hẹn kép nhá. Cô bé này nhiều trò lắm. Như kỳ, đi chung nha. Nó hơi bất ngờ. Lần đầu tiên nó gặp một lời đề nghị như thế này. Hẹn hò kép à? Ừ, không biết nữa, quan trọng là quân có chịu không kìa. Để kỳ kì hỏi hắn đã. Ừ, nghĩ thôi, Duy đã thấy vui rồi. He <laughs> he. Nó cũng thấy thích, nhưng liệu hắn có đồng ý không? Hẹn hò. Nó về nhà hắn với cái đầu ngổn ngang trăm mối vừa muốn hẹn hò một lần với hắn lại vừa đi chơi với Thành Duy nhưng mà nó lại vừa đi chơi với Thành Duy và bạn gái nhưng mà nó lại không dám nói với hắn vừa xấu hổ vừa sợ hắn không đồng ý. Trang thư kỳ, cô ở đâu lên đây ngay cho tôi. Tiếng hắn oang oang làm nó giật cả mình. Nó chạy lên phòng hắn thì hỡi ôi, cô phải giặt hết đống quần áo này cho tôi. Trước mặt nó toàn là quần áo mà nó không biết phải có hắn không nữa bẩn kinh khủng có cả cái rẻ lau nhà nữa chứ Anh tính giết người đấy hả Giặt tay Giặt tay nghe rõ không Không được giặt máy giặt Làm không xong cô biết tay tôi Sao mà lúc nào hắn cũng giống mẹ ghẻ của lọ lem thế không biết Biết rồi nói nhiều quá Ôm đống quần áo đi giặt Nó chỉ tiếc là không vứt vào mặt hắn đống đồ này Con trai gì nhỏ nhen thế không biết mà hắn chỉ yêu cầu giặt tay chứ Con nói là phải giặt sạch đâu he <laughs> he. Nó cho bột giặt vào rồi xả nước, xong phơi lên, tất cả chỉ mất có 15 phút. Muốn hành hạ nó hả? Còn lâu nhé. Tại hắn nhỏ nhen nên nó đi chơi một mình, không thèm rủ hắn đi cùng nữa. Nó gọi điện thoại cho Thành Duy. Quân có việc không đi chung được rồi Duy ơi. Không sao, một mình như kỳ đi là được rồi. Thế làm phiền hai người hẹn hò quá. Không đâu, bạn gái nhớ Như Kỳ lắm. Cô bé còn đòi đi cùng với Như Kỳ nữa kìa. Vậy Duy nói bạn gái đợi Kỳ ở đầu đường Lê Duẩn nhá. Ok. Mấy ngày trời bị tên sao trổi ám. Nó xỉ chết quá thể. Hôm nay phải đi giải tỏa căng thẳng mới được. Quân, tôi giặt xong rồi. Giờ tôi muốn ra ngoài. Cái gì? Sao cô giặt nhanh thế? Thì anh kêu tôi là giặt. Tôi đã giặt rồi. Anh còn đòi gì nữa? Cô định đi đâu? Đi đâu mà kệ tôi. Anh à nói với tôi thế à? Không cho cô đi đâu hết, về phòng đi. Không thích, tôi cứ đi. Cô dám à? Thì hắn nóng lên, nó đành nhịn chờ thời cơ. Chứ mà cương với hắn, nó bị nhốt là cái chắc. Vậy thôi, không đi nữa. Nó làm vẻ mặt ỉu xìu tội hết sức. Miệng thì nói vậy, chứ không cho đi thì ta trốn. Thế là nó leo rào bỏ trốn. Không đi được cửa chính thì nó đi đường tắt vậy. Vừa leo hết cái rào thì nó bị phát hiện trang như kỳ cô đứng lại đó cho tôi kệ anh lêu lêu nó ba chân bốn cẳng chạy vừa chạy vừa ngóng lại đằng sau nó thở phào không thấy hắn đâu đến chỗ hẹn với bạn gái của thành duy nó leo lên xe rồi hối cô bé chạy xe nhanh lên tên đó không đời nào tha cho nó dễ vậy đâu chạy nhanh lên có chuyện gì thế chị có yêu quái đuổi theo chị ai vậy là nó chưa kịp nói xong thì một chiếc BMW quen thuộc phóng vụt lên, chặn ngay đầu xe của bạn gái Thành Duy. Két! Nó rớt mất quả tim khi nhìn thấy hắn. Mặt hắn đằng đằng sát khí. Xuống xe! Hắn cố kiểm chế nhưng nó vẫn nghe rõ sự tức giận. Không! Tôi nói cô xuống xe. Không! Nó ấm ức trào nước mắt nhưng hắn không chịu buông tha. Anh là Hoàng Quân. Bạn gái kia lên tiếng. Là tôi có chuyện gì? hắn nói mà mắt vẫn gườm gườm nó hôm nay tụi em có cuộc hẹn anh có thể đi cùng không không thích cô làm ơn trả người cho tôi nếu không thì đừng có trách tôi ra tay với con gái nó dùng mình tên này nói là làm thật không khéo bạn gái của thành duy cũng bị hắn xử đẹp mất thế là nó leo xuống xe đến chỗ hắn tức không thể tả nổi tạm biệt em nhé nó sụt sùi còn bạn gái kia chỉ biết trơ mắt tức quá đi nó không khác gì tù nhân của hắn một chút tự do cũng không có suốt quãng đường hắn không thèm nói với nó một câu mà nó cũng không thèm nhìn mặt hắn đến nhà hắn kéo sền sệt nó lên phòng cô đã vi phạm hợp đồng nên bây giờ cô hãy ở trong vòng này mà suy nghĩ sám hối đi tại sao anh đối xử với tôi như vậy chứ nó ấm ức cào lên hắn quay người đi không thèm trả lời cầm cái gối ném hắn nhưng bị cánh cửa chặn lại dầm cánh cửa bị khóa lại anh là đồ xấu xa nó tức không thể chịu được nước mắt cứ trào ra mặn đắng nó không khác gì món đồ chơi của hắn còn hắn đứng ngoài cửa phòng nghe tiếng khóc lóc của nó mà lòng đau như cắt hắn chỉ muốn con nhóc là của hắn không muốn ai được chạm vào không muốn con nhóc nhìn ai khác ngoài hắn chỉ bởi ba tháng nữa hắn sẽ phải kết hôn theo ý của ba mẹ hắn hắn không có sự lựa chọn nào khác khi phát hiện trái tim hắn thuộc về con nhóc, hắn đã cố gắng lẩn trốn, cố gắng rời xa con nhóc. Nhưng nỗi nhớ khiến hắn quay về. Nhưng bây giờ đã muộn màng, hắn và con nhóc không thuộc về hai thế giới khác nhau. Những lời mẹ hắn nói lúc nãy vẫn còn vang trong đầu hắn. Hắn không giận con nhóc bỏ hắn đi chơi, mà giận chính bản thân mình. Con có thể chơi bời bên ngoài, với ai, mẹ không quan tâm. Nhưng sau ba tháng, hãy chấm dứt mọi chuyện đi mẹ rất hy vọng vào cuộc hôn nhân này và ba con nữa nhưng con không muốn con không muốn lấy một người con không yêu không được cãi lời mẹ hay con muốn nhìn ba con chết hả ông ấy chỉ muốn con hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này của ông ấy mà thôi con không thể nghe lời ba mẹ sao con những lời mẹ hắn nói hắn không thể làm trái lời vì ba hắn một người làm liệt giường vì tai biến mạch máu não và không thể sống được bao lâu nữa hắn có trách nhiệm thừa kế gia sản và phải kết hôn với người con gái của người bạn thân của ba trong ba tháng nữa. Hắn bất lực không thể làm được gì, không thể quyết định số phận tương lai của hắn, không thể cưới người con gái mà hắn yêu. Khóc hết một đêm, hai mắt nó sưng phù, không thèm ăn uống gì hết, nó giận hắn quá thể. Nó ở phòng đến 7 giờ mà vẫn không ai gọi nó xuống làm việc, mà có gọi nó nó cũng không thèm làm, nó đứng lên bước ra khỏi phòng Bước được mấy bước đến cầu thang tự dưng nó chóng mặt Trời đất quay cuồng Khó thở nó ngất đi Nhưng lại kịp thấy bộ mặt hốt hoảng của hắn Hắn cũng có bộ mặt này sao Thật bất ngờ Nó ngất đi không biết gì nữa Như kỳ em làm sao thế này Mau trả lời anh đi Như kỳ Hắn bế con bé nhóc lên Chạy thẳng ra xe Nhấn ga cho xe chạy hết cỡ Em không được có chuyện gì nhá Nhất định thế Bệnh viện Khi nó tỉnh dậy thì gương mặt đầu tiên nó nhìn thấy là hắn Bàn tay đang nắm chặt nó Vẻ mặt hết sức đau khổ Chà Được nhìn thấy hắn thế này Nó thấy hết sức hả dạ Ai bảo bắt mặt nó Trời phạt đây mà Tỉnh rồi à Có muốn ăn gì không Hắn nói bằng một giọng không thể dịu dàng hơn Không muốn ăn Tại sao không nói cho anh biết Nói gì? bệnh của em tại sao phải nói chứ nếu biết em bị bệnh hen anh đã không để em ở căn phòng đó không bắt nạt em không nó đưa tay lên miệng hắn ngăn không cho hắn nói thêm nữa một chút ngọt ngào dâng lên trong lòng nó hắn đang quan tâm lo lắng nó làm nó hạnh phúc biết bao mọi giận hờn ngày hôm qua bay đi đâu hết xin lỗi hắn cúi mặt nói nhỏ nói gì em không nghe rõ xin lỗi em vì tất cả. Nó cười, tính chọc hắn thêm chút nữa mà nhìn hắn. Nó lại không nỡ. Em muốn về nhà. Ừ, được, anh đưa em về. Hắn bế nó lên, y hệt như công chúa, làm nó đỏ hết cả mặt. Mọi người trong bệnh viện ai cũng nhìn nó rồi cười. Bỏ em xuống đi, em tự đi được mà. Không, anh muốn ôm em. Lại cái kiểu ngang ngang, nhưng nó không giận. Nó cười, hạnh phúc đang đến với nó. Em muốn ăn. Ăn à, gì nào, anh cho người đi chuẩn bị ngay Nhưng phải do tay anh nấu cơ Cái gì? Phải hành hạ hắn mới được Đi mà, nếu không em sẽ không ăn gì đâu Được, nhưng mà... Đi đi Nhìn hắn ỉu xìu xuống bếp nó bật cười Đáng đời Nó phải chờ chính xác là 1 giờ 34 phút Mới có một quả trứng ốp la Nhìn cái trứng ốp la nó không nhịn được cười. cười, Anh làm cái gì đây? Hắn gãi đầu bối rối Anh đã cố hết sức rồi Nhưng mà nó cứ như vậy Cái trứng có hình trái tim Theo nó đoán là như vậy Nhưng mà trái tim này bị khoét như chuột gặm Còn cái lòng đỏ thì vỡ bành trành ra hết Nó nhìn hắn gãi đầu gãi tai quá thể Định cười hắn Nhưng mà nó thấy bàn tay hắn bị phỏng rộp lên Tự dưng nó xót xa Ăn thử một miếng Nhạt phèo Anh quên cho muối rồi, nhạt quá Vậy à? để anh đi làm cái khác. Thôi không cần đâu, em đói lắm, em ăn hết đây. Nhớ cái trứng đầu tiên nó làm cho hắn thì mặn lét, còn cái hắn làm cho nó thì nhạt phèo. Không biết tên thích hành hải có chơi nó không nữa. Nhưng nhìn hai mắt hắn sáng rực nhìn nó ăn, nó không nghĩ xấu cho tên này được. Thiếu gia lần đầu tiên biết nấu ăn là gì, tiểu thư lần đầu tiên biết giặt đồ, quét dọn là gì. Nhưng cả hai đều biết hạnh phúc là như thế nào chiều hôm sau hắn đưa nó đi xem phim lại phim tâm lý tên này sao thích ngành hạ nó thế mới nghĩ tôi cho hắn được một chút lại chứng nào tật nấy rồi và tất nhiên nó lại ngủ gật trên vai hắn ánh sáng làm nó trói mắt nó tỉnh dậy nhưng toàn thân không cử động được có ai đó đang ôm nó rất chặt nó cửa quậy nhìn sang a à, lại một tiếng la thất thanh tại biệt thự nhà họ lâm có chuyện gì thế hắn bật dậy anh làm cái trò gì thế tại sao anh lại ở đây nó nhìn hắn bằng con mắt không thể mở to hơn được nữa mà hắn thì tỉnh bơ đáp ngủ nhưng tại sao tại sao hôm qua đi xem phim em ngủ mất tiêu anh đành đưa em về nhưng tại sao anh lại thì ôm em anh ngủ rất ngon hắn cười chiêu chọc nó trời ơi hắn đưa tay bịt miệng nó không có gì cả đâu đủ ngốc ạ à. hay muốn có chuyện gì hả hắn cười cười đủ đáng ghét anh biến khỏi đây ngay nó đưa chân đạp hắn xuống giường ha ha nó tức xỉ khói tên này chỉ giỏi chọc nó tức quá đi mất còn hắn bước ra khỏi phòng miệng cười toe toét sau mọi chuyện hắn đã quyết định sẽ không bỏ cuộc sẽ không chấp nhận kết hôn theo ý muốn của ba mẹ hoàng quân yêu như kỳ hắn nghĩ thế nhất định hắn sẽ mang lại hạnh phúc cho người hắn yêu hắn sẽ ở bên con nhóc dù có bất cứ chuyện gì xảy ra hắn cầm điện thoại lên gọi cho mẹ hắn alo mẹ à con đã quyết định chợt mặt hắn biến sắc dường như cắt không ra một giọt máu mọi ý định của hắn tiêu tan hết hắn làm rơi điện thoại xuống bàn cúi đầu bất lực hoảng loạn không tìm ra phương hướng tương lai hiện tại đang xoay vào tốc độ kinh hồn xung quanh hắn đau đớn ba hắn vừa qua đời đó cũng là chấm hết cho tất cả mọi chuyện hắn ở trong căn phòng đó không biết bao lâu không thể khóc không thể yếu đuối từ đây cuộc đời sẽ sang một trang mới hắn không thể làm trái tâm nguyện cuối cùng của ba hắn hắn sẽ phải chia tay với như kỳ quên đi tất cả vui buồn quên đi tình yêu vừa chớm nở hắn gọi người quản gia già trung thành tận tụy bao đời đến gặp hắn ông hãy đặt vé máy bay sang pháp chuyến sớm nhất cho tôi vẻ mặt hắn không chút biểu cảm nhưng trái tim hắn đang hỗn loạn nỗi đau đang vây kín hắn vị quản gia dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng ông biết vị thiếu gia đáng kính đang gặp chuyện hết sức đau khổ ánh mắt của người bây giờ là một khoảng tối đau khổ tột cùng trong thời gian tôi đi phải chăm sóc cho như kỳ thật chú đáo không được để có bất kỳ chuyện gì xảy ra với cô bé tôi sẽ thường xuyên gọi điện về vâng thưa thiếu gia một giờ sau hắn rời khỏi ngôi nhà lên chuyến bay sang pháp không một lời từ biệt với người yêu thương hắn biết nếu nhìn cô bé hắn sẽ không đành lòng ra đi sẽ làm mọi cách để được ở bên cô bé nhưng nếu làm thế hắn sẽ là đứa con bất hiếu tàn nát cả cõi lòng lần ra đi này không biết bao giờ mới gặp lại tạm biệt em tình yêu của tôi tựa đầu ra ghế sau hắn nhắm mắt một giọt nước mắt nóng hổi mặn đắng rơi xuống Nó ở trong phòng thả hồn theo gió Tận hưởng vị ngọt của hạnh phúc Mà không hay biết từ đây mọi chuyện sẽ thay đổi Không hay biết hắn đã ra đi Như kỳ tiểu thư Xe đã chuẩn bị xong đang đợi ở ngoài ạ Còn quân đâu? Sao anh ấy không đi cùng tôi? Thiếu gia đã đi sáng nay rồi ạ Anh ấy đi rồi Đến trường trước tôi sao? Nó ngơ ngác Không ạ, thiếu gia đã sang Pháp bay chuyến sớm nhất Nó sững người Sao hắn có thể đi mà không nói với nó một tiếng Mới lúc nãy còn vui vẻ bên nhau Mà tại sao Nó linh cảm có chuyện không hay đã xảy ra Có chuyện gì mà anh ấy phải đi sang Pháp Lão gia vừa qua đời Thiếu gia qua bên đó ạ Vị quản gia ngập ngừng khóe mắt ươn ướt Linh cảm của nó không sai Không một từ nào diễn tả đúng tâm trạng lúc này của nó Hắn chắc hẳn đang rất đau khổ Mà nó thì không ở bên cạnh hắn Bất rứt không yên Nó đến trường mà lòng đầy lo âu Nó chỉ ước gì được bên cạnh hắn lúc này Làm điểm tựa nhỏ xinh cho hắn Quân ơi Nó gục mặt xuống bàn gọi tên hắn trong tâm khảm Chợt một bàn tay đặt lên vai nó Nó giật cả mình nhầm tưởng đó là quân Nhưng không phải là thành duy Nó ngẩng mặt lên Khóe mắt ướt Như kỳ sao thế Về hôm nay không thấy như kỳ đến lớp Tên Quân đó bắt nạt Như Kỳ phải không? Bạn gái Duy đã nói hết cho Duy nghe rồi, Duy sẽ cho hắn một trận. Không phải, Quân không làm gì Như Kỳ hết. Vậy tại sao Như Kỳ khóc? Không có gì mà. Không được, để Duy đi tìm hắn, nói cho ra lẽ. Hắn không có ở đây rồi, đi mất rồi. Đi đâu mà mất? Duy nôn nóng hỏi, nước mắt nó chảy ra. Duy thấy thế nên không hỏi thêm nó nữa. Duy biết rồi kỳ nhớ hắn nên khóc chứ gì Dù Duy cố gắng chọc nó cười Nhưng lòng nó nặng chịu Nó vẫn có linh cảm không hay Sau chuyện này có lẽ sẽ có chia ly Điều đó đè nặng tâm trí nó Nó không muốn như thế Không muốn rời xa hắn Nhiều ngày trôi qua Vẫn không có tin tức gì của hắn Không một cú điện thoại Không một tin nhắn Nó biết tin của hắn qua người quản gia Có chuyện gì với hắn Tại sao cố tạo khoảng cách với nó Việt Nam và Pháp đã quá xa rồi Đừng thể xa thêm khoảng cách trái tim Hai tháng trôi qua Nó vẫn không nhận được một lời nào Không nhận được một cú điện thoại nào của hắn Ngoài những lời nhắn của hắn từ người quản gia Thất vọng nhưng không thể làm gì ngoài việc chờ hắn về Để hỏi cho ra lẽ Nó chỉ hy vọng một điều Đừng xảy ra cái điều đó Nó nghĩ trong thời gian qua Hắn không liên lạc với nó Chỉ vì hắn quá bận mà thôi thầm thoát cũng sắp đến ngày kết thúc hợp đồng chỉ còn hai ngày nữa nó biết hắn đã về và đang ở trường không thể chờ đợi hắn tìm nó nó quyết định đi tìm suốt hai tháng nó sống trong chờ đợi nhớ nhung nó đã thực sự biết yêu là thế nào yêu là không chờ đợi lần đầu tiên nó đến lớp của hắn mấy anh cho em hỏi là có anh quân ở lớp không ạ nó rụt rè hỏi nhỏ một đám con trai chạy vây quanh nó tụi bay ơi như kỳ bạn cái hộ quân này ra đây mà xem đâu đâu cho tao xem tình cảnh bây giờ là nó bị vây kín em ơi bỏ thằng quân đi theo anh này không theo anh này anh này anh nè làm người yêu anh đi tất cả nhốn nháo cả lên nó không sao thoát được bọn mày tránh ra không thì bảo là cái giọng đầy uy quyền của hắn nhưng tổ ong vỏ vẽ đang hỗn loạn không vì thế mà im lặng mấy tên con trai tránh đường cho hắn tên quân này tốt số thật quân khi nào mày bỏ Như Kỳ thì nói tao biết nhá. Tao sẵn sàng làm cái đuôi cho nàng. Như Kỳ ơi, ha ha. Bọn bay im hết cho tao. Hắn quát ầm lên mà không sao dập tắt được đám đông. Còn nó đỏ cả mặt. Em đến đây có chuyện gì? Lên tìm người yêu không được à? Nó cười lém lỉnh, hắn trợn mắt nhìn nó rồi kéo nó lên sân thượng. Nó nhìn hắn tựa vào lan can hai tháng trôi qua, hắn gầy đi rất nhiều. Nhưng tại sao nó có cảm giác Hắn quá xa cách. Em biết thời gian qua rất khó khăn với anh, nhưng em mong anh hãy cho em được ở bên cạnh anh, dù chỉ là lúc này. Nó cảm giác được không khí quanh hắn đang dao động. Hắn nhìn nó dường như tất cả mọi yêu thương trên đời này đều dành hết cho nó. Trong đôi mắt hắn, tình cảm đang hỗn loạn, yêu thương, đau khổ, đấu tranh, có cả tuyệt vọng nữa. Hắn đứng đó, cái dáng cao cô độc lặng lẽ nó không muốn để hắn cô đơn Nó bước đến ôm lấy hắn Tựa vào lòng hắn Lắng nghe trái tim hắn đang đau đớn Dù chỉ một chút thôi Nó vẫn muốn ở cạnh hắn Chia sẻ nỗi đau với hắn Dù cố tỏ ra lạnh lùng cứng rắn Nhưng nó biết hắn đang rất đau Cảm ơn em Giọng hắn khàn khàn Trên sân thượng học viên Lúc này thời gian đang ngừng lại Chỉ có hai người Hết giờ học hắn đưa nó về nhà Rồi sau đó đi mất hút Đến tận khuya hắn mới về Nó thức đợi hắn Nó muốn biết vì sao hắn cố tạo khoảng cách với nó như vậy Chẳng lẽ tất cả thời gian qua là một giấc mơ thôi sao Hắn về nhà trong trạng thái say mềm Người quản gia dìu hắn về phòng Nó đi theo Hắn ngồi tựa vào tường Nó thở dài nhìn hắn Lần đầu tiên nó thấy hắn như thế này Để em đi lấy nước cho anh Nó quay người định bỏ đi Thì bất chợt hắn nắm lấy tay nó kéo lại Đừng đi. Đừng đi đâu hết, ở lại đây. Nó hơi bất ngờ nhưng cũng ở lại ngồi bên cạnh hắn. Cả hai im lặng. Nếu cho anh một điều ước, anh chỉ muốn thời gian hãy ngừng trôi, để anh mãi được ở bên em như lúc này. Nó tròn mắt nhìn hắn. Đây có đúng là quân của nó không vậy? Một Lâm Hoàng quân lạnh lùng ngang ngược mà nó từng biết đây sao? Hắn nhìn nó, bàn tay nắm chặt tay nó. Nếu có kiếp sau Anh sẽ vẫn yêu em như kỳ Tại sao lại là kiếp sau mà không phải là kiếp này Một nỗi sợ hãi vô hình đang lớn dần lên trong nó Sáng ngày hôm sau Mưa tẩm tã ngày cuối cùng của bàn hợp đồng bạn gái kiêm ô xin Nói cho nó oách là 3 tháng Chứ thật ra chỉ có một tháng Hắn gọi nó lên phòng hắn Tự dưng nó thấy rất là hồi hộp Vô vàn ý nghĩ nhảy nhát trong đầu nó Một nỗi buồn vô cớ Một nỗi nhớ không tên một hy vọng mong chờ. Nó thoáng giật mình khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn. Nỗi sợ hãi ngày một lớn dần lên. Đây là một trăm triệu. Cô hãy cầm lấy rồi ra khỏi ngôi nhà này ngay hôm nay. Cổ họng nó khô khóc, mắt nó ngân ngấn nước nhìn tờ xếp một trăm triệu. Bản hợp đồng đã kết thúc tại đây. Cô hãy xem đây là một trò chơi và quên hết mọi chuyện đi. Nó nhìn hắn, không tin vào tay mình là trò chơi thôi sao? Hay cô cho tất cả là thiệt?" Hắn cười khẩy. "Phải. Vậy thì cô quá ngây thơ rồi, cô tưởng một con bé quê mùa như cô mà có được diễm phúc đó sao? Chơi chán rồi thì bỏ đi thôi. Nhìn mặt của cô, tôi chán lắm rồi. Biến đi trước khi tôi nổi nóng." "Em không tin. Anh chỉ đang lừa em thôi đúng không? Cô cũng chỉ là một món đồ chơi cho qua ngày của tôi thôi." tôi sắp kết hôn với một người con gái tuyệt vời cô có thể so sánh với cô ấy hay sao đừng ở đây để phá hoại hạnh phúc của tôi nữa anh sẽ kết hôn sao mắt nó nhòe lệ phải mọi thứ đã chuẩn bị xong thế còn tôi anh nói anh yêu tôi chỉ là lừa dối thôi sao tất nhiên không phải chỉ mình cô đâu cô chỉ là một người góp thêm vào bộ siêu tập của tôi thôi Giờ tôi chán rồi Chỉ muốn được kết hôn với người tôi yêu Cô hãy cầm tiền rồi đi đi Quản gia tiễn khách Hắn lạnh lùng nói Nó bước đi như một người mộng du Ra khỏi ngôi nhà ác mộng đó Tim nó bị bóp nghẹn Nó quá ngây thơ khi tin vào một tình yêu không hề có Hắn sẽ kết hôn với người hắn yêu Nó chỉ là món đồ chơi cho qua ngày của hắn Nó bật cười chua cay Nước mắt hòa vào trong mưa nó bước trong mưa Để mặc nước mưa làm cho nó lạnh cóng Lạnh nhưng không thể làm nó thôi đau đớn lúc này Nó ngửa mặt lên trời Nước mưa tạt vào mặt nó rất bỏng Như chính trái tim nó đang bị ngàn mũi kim đâm vào Đầu thể xác có thể qua Nhưng trái tim tan vỡ thì bao giờ lành lại Em đã nghe lòng lạnh lắm chưa? Khi con chim biết cúi bên hồ Lửng lơ đáy nước cành rong cợn Thuyền lá che vàng trôi ngẩn ngơ Em đã cho lòng thương nhớ chưa Khi chiều sương bạc Ánh sao thưa Một đàn chim nhỏ bay về tổ Có tiếng chuông chùa rung cõi xưa Em đã buồn thêm được chút nào Mà lòng tôi rộng biết là bao Nghe trong lòng xác lá hồn tôi rụng Mưa nấc từng cơn tưởng lệ trào I didn't have a person I really love, so I don't want to love anyone else. Mưa bao trùm cả biệt thự nhà họ Lâm. Một người ôm trái tim đau đớn, nước mắt ướt lệ, nhìn người con gái mình yêu, lặng lẽ bước trong mưa. Nó quay về Hà Nội với trái tim thương tổn, không nói với ai. Một lời, ngay cả ba nó, mặc kệ vẻ lo lắng của ba nó, nó im lặng nhìn bong bóng xà phòng bay lên từ cửa sổ phòng đó, thấy đứa con gái độc nhất trở về, ông hết sức vui mừng. Phụ cá cược của hai cha con kết thúc, ông là người thắng cuộc. Tuy vui nhưng có một điều làm ông băn khoăn. Tại sao đứa con gái cứng đầu của ông lại buồn thiêu như thế kia, khiến ông hết sức lo lắng. Có nên ép con bé kết hôn hay không? Như kỳ trở về mà cứ như người mất hồn. Con gái à, đã xảy ra chuyện gì mà con có thể nói cho ba biết không? Bà. Sao vậy con? con sẽ làm theo ý của ba. Hả? Con sẽ kết hôn với ai cũng được. Con nói cái gì vậy? Không phải con đấu tranh với ba chỉ vì không muốn kết hôn sao? Con nghĩ kỹ rồi. Con sẽ làm theo ý của ba. Dù lấy ai cũng được. Với con bây giờ ba là người quan trọng nhất. Tất cả con sẽ nghe theo ba, không cãi lời ba nữa." Nó nhìn ba nó bằng đôi mắt ngấn lệ. Con nghĩ được như thế ba rất là mừng. Nhưng mà con như thế này con không sao mà ba yên tâm đi. Nó cười cho ba nó yên tâm. Vậy được, ba sẽ cho người chuẩn bị. Ba nó đi ra ngoài khỏi phòng mà nó vẫn nhìn theo dáng ông. Một đời gà trống nuôi con, ông đã dành trọn tất cả tình cảm cho nó. Còn nó chỉ vì muốn chạy trốn, không đủ can đảm đối diện với sự thật. Nó kết hôn mà không có tình yêu với nó tình yêu bây giờ là một thứ xa xỉ có lẽ nó sẽ hối hận nhưng lúc này nó không muốn nghĩ nhiều nữa khi rời khỏi ngôi nhà đó nó biết một điều tình cảm càng lớn bao nhiêu thì khi trái tim tan vỡ cõi lòng càng đau nhói bấy nhiêu nó vẫn còn nhớ đó là nhỏ xuống biết bao bao nhiêu giọt nước mắt nó cũng còn nhớ nó đã vừa khóc vừa ôm chặt lấy lồng ngực nhưng rồi cũng bị chính cái tình cảm mà nó cho đi Cướp mất một mảnh vỡ của trái tim Để trái tim của nó vĩnh viễn khuyết đi một chỗ Nó đã từng làm tất cả để có được 100 triệu Nhưng tất cả đã không còn quan trọng nữa rồi Đã quá mệt mỏi rồi Người ta luôn nói cuộc sống luôn có những điều bất ngờ Tại khách sạn Hà Nội Đai U Một nơi lý tưởng để ra mắt chồng và mẹ chồng tương lai Nó diện một bộ đồ màu vàng nhạt nhìn nó như một nàng công chúa đẹp long lanh. Nó bước xuống xe, đi bên cạnh ba nó vào đại sảnh. Mọi cặp mắt đều nhìn vào nó. Ba nó đã chuẩn bị rất chu đáo cho lần ra mắt này. Một bữa ăn tại đây có giá cắt cổ và một vị hôn phu nó chưa hề biết mặt. Một bàn ăn đặt trước cho bốn người ở vị trí tuyệt đẹp. Nơi đó có một người con trai và một người phụ nữ đã ngồi chờ sẵn. Nó bước lại gần, nhìn người con trai nó muốn ngất xỉu không tin nổi vào mắt mình sao trổi hắn đứng bật dậy làm đổ cái ghế như kỳ là em sao hà ta biết thế nào cũng có chuyện thế này mà bà nó cười khà khà ồ anh thành em cũng rất bất ngờ khi mà nghe anh nói chuyện này không ngờ trái đất tròn thật bà khánh liên mẹ của quân lên tiếng còn nó và hắn nói không nên lời hai đứa đứng chôn chân tại chỗ nhìn nhau hai đứa ngồi xuống đi không cần phải xúc động như vậy đâu nó bất ngờ đến ngồi xuống như một cái máy không ngờ vị hôn phu của nó là quân còn hắn choáng váng cả đầu óc không biết nên mừng hay là buồn nữa đây hắn cứ nghĩ như kỳ là một cô gái thôn quê gia cảnh nghèo khó mà nào ngờ lại là con gái độc nhất của đại gia trang trấn thành lừng danh đất hà thành và còn là vị hôn thê khiến hắn đau đầu nhức óc suốt thời gian qua. Nếu biết trước thì hắn đâu cần phải làm nhiều điều vô nghĩa đến vậy. Công nhận cô bé này ma lanh thật, che giấu thân phận quá tuyệt vời. Cậu quân đây chính là nguyên nhân khiến con gái ta khóc sướt mướt nhiều ngày qua đúng không? Kìa ba, nó đỏ mặt nhìn ba nó. Nó nhìn chưa kịp định thần lại thì ba nó phán một câu ngọt sớt. Hừm ra dạ, chính nó là cô gái tuyệt vời mà hắn sẽ kết hôn à? Nó chiếu cái nhìn lạnh lẽo về phía quân. Phe này anh biết tay tôi. Nó nghĩ thầm. Cả hai đã quen nhau, tình cảm lại thắm thiết nữa. Vậy chúng ta nhanh chóng tổ chức lễ cưới đi là vừa anh Thành nhỉ? Ồ, tất nhiên rồi. Quan, nó đứng bật dậy. Con cần thời gian, xem xét lại chuyện này. Kiên như kỳ, cả ba người còn lại đồng thanh lên tiếng. Anh còn nhớ những gì anh đã nói với tôi không? Nói cho anh biết, tôi là người rất thủ dai nên anh đừng tưởng mọi chuyện sẽ dễ dàng nhé. Em vẫn còn giận anh sao Như Kỳ? <laughs> dạ thưa ba, thưa bác Liên, con hơi mệt nên xin phép về trước ạ. Nói xong nó quay người bỏ đi. Cái con bé này, tôi quá cương chiều nó rồi. Ông Trang trấn thành thở dài. Ôi không phải vậy đâu. Cũng tại thằng con trai của tôi làm con bé giận Tất cả là tại mẹ không chịu nói cho con biết sớm Hắn nổi nóng đứng bật dậy Con mà không lấy được vợ là do cả hai người đấy Hắn cáu kỉnh Bác Thành và mẹ hắn quá đáng thật Hai người biết hết mọi chuyện mà không nói gì Khiến hắn khổ sở bao nhiêu ngày qua Rồi còn nói những lời tàn nhẫn với Như Kỳ nữa Phè này cô bé không tha cho hắn rồi Thật là bực mình mà hai nhân vật chính bỏ đi, chỉ còn lại hai người bạn già ở lại. Hà hà, vui thật đấy. Lần đầu tiên tôi thấy đứa con gái cứng đầu của tôi như vậy. Thằng con trai của tôi thay đổi thật rồi, đúng là tình yêu. Nó về nhà, ở trong phòng nhiều ngày không thèm ra ngoài, thế mà hắn không thèm đến. Tức không cơ chứ. Không lẽ hắn không muốn cưới nó nữa? Nó nghĩ vẩn vơ nằm trên giường nhìn ra cửa sổ. Trợt bong bóng bay ở đâu, bay lên quá chừng nó bật dậy bước ra cửa sổ mỗi quả bóng bay lên là một thông điệp nó với tay lấy một cái đừng giận anh nữa lại một quả bóng khác bay lên đúng tầm tay nó anh yêu em là quân tên này cũng lắm trò thật nó chóc đầu nhìn xuống quân đang ở dưới nhìn lên nhiều đây mà bảo nó đừng giận à đâu đơn giản thế nó vào phòng lôi ra một cây kim bất kỳ quả bóng nào bay qua cửa sổ phòng nó nó đều lấy kim châm cho bể. Bụp, bụp, bụp. Xem ra còn có trò gì nữa nào? Xong nó đóng cửa sổ lại. Mặc kệ ai đó đứng tần ngần ở dưới. Hắn đứng ở dưới thở dài ngao ngán. Cô bé này bướng bỉnh hơn hắn nghĩ. Nhưng quân thiếu gia đâu dễ bỏ cuộc thế. Ngày hôm sau nó nhận được quá trời hoa hồng. Chất đầy trong nhà. Ba nó thì tấm tắc khen. Còn nó thì không thèm ngó. Nó nhắn tin cho hắn chiêu này xưa quá rồi không có tác dụng đâu hắn điền hết cả người gọi điện cho thành duy mắng xối xả mấy chiêu cậu nói cho tôi không có cái nào xài được hết cậu cố ý phải không đấy là do anh không làm đúng cách chứ em dùng với lại người yêu hoài vẫn ok mà mặc xác cậu không cần cậu nữa hắn từ trước đến giờ có khi nào phải năn nỉ con gái kiểu này đâu tính hắn ngang ngạnh từ bé quên được nuông chiều hắn nói một người khác phải răm dắp làm theo thế mà khi yêu hắn lại phải đau đầu thế này lãng mạn xin lỗi nàng hắn không làm được nên phải cầu viện thành duy bạn thân nhất của như kỳ thế mà như kỳ đúng là ương bướng đã thế không cần nhờ thành duy nữa hắn sẽ làm theo cách của hắn hôm nay nó ngủ dậy muộn lững thững bước xuống nhà nhà không có một bóng người ba nó đâu ngay cả người làm cũng không thấy Ba ơi! Nó cất tiếng gọi, nhưng chỉ có tiếng vọng của chính nó vọng lại. Nó đi xuống bếp, tìm khắp mọi nơi cũng không thấy ai. Chuyện gì thế này? Nó đang man khoan thì đột nhiên một bàn tay chụp nó từ phía sau. Là thuốc mê. Nó không kịp la lên dù là một tiếng. Khi tỉnh dậy, nó thấy mình đang bị cột chặt. Mắt nó bị bịt lại, không thấy gì hết. Tỉnh rồi hả cô em? Một giọng nói khàn khàn vang lên Trời đất không lẽ Nó lại bị bắt cóc nữa Bụng nó quặn lên một nỗi sợ Bà nó có biết chuyện này không Có ai cứu nó không Nó toát hết mồ hôi Mặt tái mét Nỗi sợ ngày một lớn dần lên Khi tên bắt cóc tiến đến gần nó Ông, ông muốn gì Tiền, ba tôi có thể cho ông Chỉ cần ông thả tôi ra Bàn tay nó toát mồ hôi lạnh Ha <laughs> ha, Tôi không cần tiền, chỉ muốn cô em thôi." Bụng nó hơi giật thót, không cần tiền mà hắn muốn làm ơn, thả tôi ra đi mà. Tôi không xinh đẹp đâu, ông có thể tìm người khác mà. "Ồ không, tôi tốn công bắt cô về đây mà lại dễ dàng để cô đi à? Làm gì có chuyện đấy. Nào, bây giờ chúng ta vui vẻ chút nhé. Tôi sẽ nhẹ tay thôi." Nó sợ hết hồn, cố gắng nhích ra xa tìm nó đập thình thịch muốn bay ra khỏi lồng ngực nó sợ đến mức chân tay luống cuống cả lên không không ông ông không được đến gần không được đến gần tôi tiền bắt cóc dùng sức mạnh đè nó xuống nước mắt nó trào ra không quân ơi cứu em nó cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay cứng như đá chợt bàn tay đó khựng lại quân là thằng nào nó là ai quân là chồng sắp cưới của tôi nếu để anh ấy biết được Thì ông chết chắc Nó sụt sùi Dù sẽ hết hồn Nhưng nó vẫn cố nói cứng Cô có vẻ yêu hắn quá nhỉ Tất nhiên Hề Nó giật mình Sao tiếng cười này quen thế Bấy nhiêu đó là đủ rồi Như Kỳ ạ à. Chợt bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy nó Thân quen biết bao Hắn mở trói cho nó Mở luôn cả cái bịt mắt Nó lờ mờ nhận ra đó là ai Bao nhiêu lo sợ, biến thành tức giận, nó đấm thùm thụp vào ngực hắn. Đủ đáng ghét, anh xem tôi là gì vậy hả? Hắn để mặc cho nó, đánh miệng cười toe toét. Chịu đấm để được nghe câu nói em yêu anh, anh cũng chịu. Rồi hắn nắm lấy bàn tay nó, lại ôm nó vào lòng. Đừng giận anh nữa, anh biết em hiểu tại sao anh làm như thế với em mà. Tức chảo nước mắt, nhưng sao nghe hắn nói bằng cái giọng ngọt ngào này, nó không còn muốn giận hắn nữa Bao nhiêu ngày qua trái tim nó đã mềm nhũn ra rồi Không còn giận hắn nữa Kể từ lúc nghe bảo Nó nói tại sao hắn phải làm như thế Nó càng thương hắn hơn Tuy nhiên Nó vốn là đứa bướng bỉnh Nên muốn thử thách hắn một chút thôi Anh là đồ xấu ra Có biết lúc nãy em sợ lắm không Nước mắt ấm ức Cứ thế trào ra hắn đưa tay lau mấy giọt nước mắt trên mặt nó nhìn nó bằng ánh mắt chất chứa yêu thương anh xin lỗi nếu không làm thế này thì anh đâu biết được tình cảm của em dành cho anh nhiều đến thế nó chu môi chỉ được cái miệng mà đây là đâu vậy anh nhà em vậy hai đứa tâm sự xong chưa trả phòng cho ba còn vào nào thấy ông trang trấn thành bước vào thì ra ba nó a dua với quân để chọc tức nó Bà thật quá đáng mà Bà về anh Quân đem con ra làm trò đùa Bà biết làm sao khi con rể của ba xuống nước năn nỉ ba chứ Hai người thật là đáng ghét Nó phùng vằng bỏ đi Một năm sau Đêm trước lễ cưới Bà ơi con không kết hôn nữa đâu Cái gì Bà nó, mẹ chồng nó, cả quân nữa đồng thanh la lên Tại sao vậy? Ngày mai là cưới rồi mà Con còn dở cho con nít vậy Ông Trang Trấn Thành tức tối quát ẩm lên Quân cũng la lên Mặt bừng bừng sát khí đe dọa Em làm cái trò gì thế hả? Muốn ăn đòn phải không? Mặt nó đỏ bừng Nó đưa tay ôm mặt Con chỉ muốn làm bạn gái của anh Quân thôi Trời! Đúng là trẻ con mà Ông Trang Trấn Thành và bà Khánh Liên cười xòa Còn Quân thì không nói lên lời Bó tay với cô bé này Sáng 8 giờ trước lễ đưa dâu một tiếng Tại nhà họ Trang lão gia lão gia lớn chuyện rồi có chuyện gì tiểu thư bỏ đi rồi cô ấy để lại cho ông bức thư này cái gì ông chàng trấn thành mở bức thư ra bà con xin lỗi vì ra đi mà không nói với ba một tiếng nhưng con sẽ sớm về thôi yêu ba nhất cùng lúc đó tại nhà họ lâm bà khánh liên cũng nhận được một bức thư từ cậu quý tử xin lỗi mẹ nhưng con cần phải đi du lịch một thời gian con sẽ sớm quay về thôi tại sân bay nội bài Trời đất Cái con khỉ này Làm gì mà lâu thế không biết Giờ này còn chưa thấy đến Hay bỏ trốn một mình rồi không biết Thiếu gia Lâm Hoàng Quân thấp thỏm Đứng ngồi không yên Mắt cứ nhìn ra đại sảnh Tìm kiếm một người trong hàng trăm hành khách Một dáng người đang chạy đến chỗ hắn với tốc độ kinh hồn Xin lỗi, xin lỗi anh Nó cúi gặp người thở dốc Em làm gì mà lâu thế hả Ba em canh giữ quá Mai mới trốn được mày qua vẫn còn kịp sắp trễ rồi nhanh lên đi hắn kéo tay nó lôi đi từ từ cho em thở đã hay để anh bế em nhé hắn cười trêu chọc nó chịu liền à